Alo mấy chị. Alo mấy chị. Hôm nay xả bộ ngủ. Hôm nay xả cho mấy chị bộ ngủ cho tôi. Cắt còn chung thùng nữa đây chứ. Ba chung. Trời má ơi. Em nghe cái giọng của em còn ớn nữa, không biết mấy chị có ớn không. Xuống đây vàng vàng đô la. Vàng đô la. Xuống đây. Đặt gì đặt vàng với đô la. Mà nhà tôi không có đồng nào hết trơn, trời á. Cho em xin lượt chia trẻ mấy chế ơi. Ngay mẹ con gì chớm ra nhà mấy chế ơi. Chế ơi là mấy chế ơi. Vàng ở đây. Bả bây giờ bả sợ quýnh nó đụng rồi. Hello. Đó 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 đó. Nành nành cà nành. Cà nành lớn. Hôm nay em xả bộ ngủ cho mấy chị nha. Cà nành gớm. Bộ ngủ á là 160 ngàn một bộ. Và ngày hôm nay em xả cho mấy chị là 150 ngàn hai bộ. Dạ 150 ngàn hai bộ mấy chế. Rồi đi xuống coi. Rồi mấy chế người yên tay phụ em ra đồ nha. Ủa gì vậy? Chị Thảo Bảo Quỳnh ghi gì ta? Thảo Bảo Quỳnh cách đây 24 giờ. Xám 33 trăm ngàn. Chín tóc 33 trăm hai. Hai chế hai. Đợi em chút nha. Đợi em chút nha mấy chị vô cái like cũ. Rồi Ti lấy bao ngủ ở xong rồi Ti dói ra. Rồi bao ngủ nghe mấy chị. Một bộ 160. Thôi bây giờ em xem cho mấy chị hai bộ 160 đi ha. Bộ này là Ý Yên có bán nha. Bộ này vải co giãn phơm rất là đẹp. Mỗi tội tôi không mặc áo ngực thôi. Bộ này là chân váy quần cũng đẹp nha. Bộ này là 240. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em nha. Rồi em lên cho mấy chị mã này nè. Em lên cho mấy chị mã này. Cứ hai bộ là 100. Cứ hai bộ là 160 ngàn ha mấy chị ha. Hai bộ là 160 ngàn. Bộ này là bộ yếm. Ở trước có khoen inox nha mấy chị nha. Ở trước có khoen inox. Bộ này là hai bộ 160 ngàn. Nói chung là mấy bộ này vải lụa mấy chị mặc đã lắm. Lụa mà lụa mềm mịn tay ấy, chứ không phải lụa cứng nha. Hai bộ 100. Xin không mấy chị. Hai bộ 160 ngàn. Đó cứ hai bộ 160 giúp em nha mấy chị nha. Hai bộ 160 ha, kèm với quần. Rồi chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp giùm em nha. Hai bộ 160. Hai bộ 160 ngàn. Nó có hoa văn đỏ nè mấy chị. Nó có hoa văn đỏ nè. Đỏ đây. Nó có hoa văn đỏ mấy chị. Nó có hoa văn. Đây là hoa văn gì, màu gì đây ta? Màu đây là màu gì mấy chị? Nó có hoa văn đỏ và hoa văn. Em ghi là hoa văn hồng nha. Cái này hoa văn hồng nè mấy chị. Cái này là hoa văn hồng. Rồi còn một mã nữa là hoa văn vàng nhạt. Ha. Còn một mã nữa là hoa văn vàng nhạt mấy chị, để em lấy tay là. Đây hoa văn vàng nhạt. Cho nên chế nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em nha. Hoa văn đỏ, hoa văn hồng và hoa văn vàng nhạt. 160 ngàn hai bộ mấy chị, đây là hàng sale nha. Hàng sale. Cho nên chị nào chốt chốt đúng số ký đừng trừ hao nha. Chốt đúng số ký đừng trừ hao nha mấy chị. Chốt giùm em đúng số ký luôn. À mấy chị ha. Ủa đâu mất hết rồi. Alo, ba mấy chị đâu rồi? Ba mấy chị ơi, ba mấy chị. Ba mấy chị đâu rồi? Bộ này là chỉ có 85 ngàn. Ủa phải 85 không? Bộ này chỉ có 80 ngàn một bộ thôi mấy chế. Ha. Áo là áo yếm nè, ở đây có khoen ngực nè. Ở đây có khoen ngực nghe mấy chị nha. Rồi chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp giùm em. Mã ngủ. Mã ngủ ở nhà nha mấy chị. Bộ ngủ ở nhà. Chị nào chốt bộ ngủ nhà, chốt lên giúp giùm em bộ ngủ nhà nha mấy chị. Để nó là mẫu gì vậy? Bộ ngủ nhà mấy chế ơi. Rồi em sale tiếp cho mấy chị bộ này luôn ha. Rồi 80 ngàn một bộ ngủ này.
80.000 bộ ngủ này nha. À, bộ ngủ có tay mấy chị, bộ này là bộ ngủ có tay. Chị đó, bộ này sale cho mấy chị 90 đừng sale 80. Bộ này có tay cao hơn nhiều. Rồi em sale cho mấy chị bộ ngủ này ha. Bộ ngủ này sale cho mấy chị 90.000, 160 sale 90.000 bộ ngủ tầng. Bộ ngủ tay con mà có tùng chi ở trước. Bộ này sale cho mấy chị với giá là 90.000 nha mấy chị, 160 sale 90.000. Chế nào chốt mã này 90.000 chốt lên giúp giùm em. 90.000 ha. 90.000 bộ hoa. 90.000 bộ hoa. Chị nào chốt bộ hoa 90.000 chốt giùm em. 90.000. Nếu họ không nhớ đưa thì ngày đầu tiên hai bộ ngủ có tay của chị Hương. Chị Hương nhiêu ký chị Hương ơi? Hương nhiêu ký Hương ơi? Hai bộ ngủ có tay này đúng không? Hai bộ ngủ tay con phải không? Hai bộ ngủ tay con đúng không chị Hương? Nhưng mà hai bộ ngủ đây chị Hương nhiêu ký? Trời ơi em nói thiệt với mấy chị, cái vải này nè, cái vải này bóc lên một phát nó mê mẩn lắm mấy chị. Cái vải của cái bộ này nè, à, có bộ ngủ không tay không? Bộ ngủ không tay là Yên đang mặc nè chị. Bộ ngủ không tay hai bộ 160.000 em đang mặc ha. Là bộ ngủ em đang mặc là bộ ngủ có tay nè chị. Còn bộ ngủ đây là bộ ngủ tay con. Cái bộ vàng này là bộ ngủ tay con nha mấy chị. Ngủ đây là ngủ tay con. Chị nào chốt bộ ngủ tay con chốt giùm em. Lấy hai bộ size L bao này nè. Lấy đây chị kiểm tra lấy size L thôi. Rồi đây nè, đây là cái bộ ngủ không tay nè chị, là bộ ngủ yếm nè. Chị Như Trương. Bộ ngủ yếm không tay nó cũng có 3 màu ha. Chị nào chốt bộ ngủ yếm không tay chốt lên giúp giùm em ngủ yếm không tay. Size L lấy hai bộ. Ngủ yếm không tay, chị nào chốt ngủ yếm không tay chốt lên giúp giùm em nha. Cầm cái tay không cũng thấy thương nữa. Nguyễn Thị Hương. Nốt luôn rồi chị. Có đem máy qua nốt không? Nguyễn Thị Hương hai bộ. À, 90.000 bộ, hai bộ 108. Rồi xong rồi nốt chị Hương luôn nha. Rồi Nguyễn Thị Hương này. Điều của chị Hương này đừng tính ship nha. À, 874 Quảng Nam. 874 Quảng Nam đổ ra dưới Quảng Nam 72 kg. Hai bộ này 108 của chị Hương nè. Chị Như Trương có chốt bộ nào thì báo em nha. Còn này mới đưa ra bộ gì vậy Tư? Mới đưa chị bộ nào kiểm tra đi, ở dưới có đó, nhiều lắm. Đây là còn có bao cỏ nè, đổ ra luôn. Đưa qua đây chứ không lộn hàng rồi tôi. Nghe cho chúng em nha. Rồi nè. Rồi là. Rồi hai bộ của Nguyễn Thị Hương. Hết rồi. Thôi đổ đồ trúng cái đầu rồi Tuy ơi. Nguyễn Thị Hương hai bộ này rồi để đi sau đây. Dịp cái đó đi. Tiếp qua kia. Em có bộ chữ B nè mấy chị. Bộ chữ B này còn XL. Bộ chữ B này để em coi thử còn size gì nha. Thì giờ bộ chữ B nè mấy chị ơi. Bộ chữ B xanh đậm. Nhưng mà bộ này không còn size nhỏ nha. Bộ này còn size XL thôi mấy chị. Bộ chữ B nè. Bộ này em còn size XL mấy chế ơi. Có cái tùng rất là xinh nha. Bộ này em còn XL. Chị nào chốt bộ xanh đen XL chốt giùm em. Bộ này là phải dưới 82 kg nha mấy chị. Bộ này chị Hương mặc sẽ bị rộng. Bộ chữ B này em còn 3 bộ nè. Bộ chữ B này em còn 4 bộ mấy chị. 5 bộ chữ B. Em còn tổng cộng 5 bộ chữ B mà size XL không à mấy chế. Bộ chữ B này em còn XL không à. Chị nào chốt bộ này XL thì chốt lên giúp giùm em XL nha. Không tính ship. XL, không tính ship của chị Hương. Ghi cho mấy bịch, ghi cho không tính ship ở đó chứ anh Phước. Cái điều của chị Nguyễn Thị Hương không tính ship. Rồi, em lên tiếp cho mấy chị mã này. Em sale cái mã này là mấy chị mê nè. Em sale mã quần này cho mấy chị 70.000 là mấy chị mê lắm luôn.
Nó là legging của hãng Adidas mà nó là dài tới đầu gối nha mấy chị. Con này dài tới đầu gối và con này vải đẹp lắm. Nè sale còn có 70, còn được khoảng đỡ đây 10 cái. Còn ở đây khoảng cỡ 10 cái mấy chế. Cho nên mấy chế nào chốt con mã này thì chốt giùm em nha. Còn khoảng 10 cái, từ 60 đến 85 ký mã này ha. Chị nào chốt quần legging 70 ngàn mấy chị. Có tiền mấy chị đi mua cái con này không ra giá này đâu. Cái con này người ta bán ít nhất cho mấy chị cũng phải 150 ngàn. Tại vì legging mà đã legging rồi còn rất là mịn nha mấy chị. Legging này còn rất là mịn ha. Không coi có lượt chia sẻ là em chia sẻ mấy em đó. Cho nên chế nào chốt legging chốt lên 46 lượt chia sẻ. Chế nào chốt qua legging thì chốt lên giúp dùm em legging kèm số ký nha mấy chị. Legging kèm số ký. Rồi em bấm cái nút chia sẻ đó mấy chị. Chế nào chốt legging kèm số ký thì chốt lên giúp dùm em ha. Legging kèm số ký mấy chế ơi. Legging kèm số ký. Chế nào chốt legging kèm số ký chốt lên giúp dùm em nha mấy chị nha. Em mới cui hàng có con hàng con túi quá đẹp. Nói chung là túi đó hàng Quảng Châu, mọi người nhìn thấy nó vậy á. Nhưng mà cái da cái đồ nó đã lắm Hạnh. Thiệt. Cho nên qua Tết chị sẽ nhập thêm cái hàng đó. Nhưng mà hàng đó là nếu mà bị con nào mà đẹp là coi như không có con thứ hai. Con nào xấu cũng không có con thứ hai. Dạ legging này là 70 ngàn. Thế là chốt legging này chốt lên giúp dùm em legging 70 ngàn nha mấy chị nha. Có size từ 60 đến 88 ký legging này. Chị nào chốt legging này nè. Chị nào chốt legging này thì chốt lên giúp dùm em nha. Hồi sáng nay mấy chị không nói chuyện với em luôn á. Rồi khui tiếp đi, đưa cái bao vừa qua tiếp cho chị. Bỏ cái bao này vô. Rồi em khui tiếp một bộ nữa nha mấy chị. Và bộ này em sale cho mấy chị với giá 100 ngàn nha. Bộ này em sale tiếp cho mấy chị với giá 100 ngàn. Bộ này sale cho mấy chị với giá 100 ngàn. Rồi tay cũng mê nữa. Rồi lên cho mấy chị bộ này nè. Bộ này cũng là, bộ này là bộ có tay nha mấy chị. Bộ này là bộ tay, không phải tay con. Em mua shop còn 700-800 không? Thì nó vô tiền mặt bằng á. Nó vô tiền mặt bằng á Hành nè. Rồi em lên tiếp cho mấy chị bộ này nè. Bộ này chốt giùm em bộ hoa vàng. Bộ này thì 100 ngàn sale nha. 160 sale 100 ngàn mấy chị. 160 sale 100 ngàn. Bộ này mấy chị mặc bẹt vai cũng được. Mấy chị mặc tay gì, cổ gì cũng được. Và mấy chị mặc cổ lên cũng được ha. Mấy chị mặc cổ tròn lên cũng được. Cho nên chị nào mà chốt cái bộ có tay thì chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Chị nào chốt bộ có tay chốt lên giúp giùm em bộ có tay. Bộ có tay này dễ thương lắm mấy chị. Bộ có tay 100 ngàn chốt giùm em bộ 100 ngàn. Kèm bao nhiêu bộ kèm màu nha mấy chị. Bộ 100 ngàn. Nhưng mà cái dê của hàng Quảng Châu đó là da xịn á. Ủa sao cái cây nó không đứng được hả Tây? Để hàng hai bên nó không có đều á. Tây à, để hàng hai bên nó không có đều á. Coi ngã xuống một cái là tao với mày bị chấn cái đầu luôn nha Tây. Đây nè mấy chị, bộ này mấy chị mặc cổ như thế này cũng được nè. Bộ này mấy chị mặc cái cổ gì cũng được. Mà mấy chị mặc cái cổ tròn, cổ bẹt gì cũng được. Mà mấy chị mặc bẹt vai cũng được ha. Là cái bộ này mấy chị mặc như thế nào cũng được. Ở trước đây là cái nơ. Chị nào chốt bộ này thì chốt giùm em 100 ngàn bộ này ha mấy chị ha. 100 ngàn bộ này. Chị nào chốt bộ này chốt giùm em. Đi ra mua nước anh Tư, ra mượn tiền anh Tư. Anh Tư ơi, cho em mượn 100 ngàn đi. Nước dừa Tư uống gì mua? Uống cà phê gì đó. Cái lần hỏi anh Tư uống gì là mua luôn đi. Đi cho nó nhịn cái rồi vô bán tiếp. Trời ơi. Cái gì mà nằm thấy thương dữ vậy đô la. Mấy chị ơi, em đang sale đồ mà mấy chị làm em cục hứng quá đi. Sale quá trời rẻ luôn. LV nè mấy chế. LV cũng sale cho mấy chế 100 ngàn nè. Nhưng mà LV thì bộ này vải đẹp lắm. LV sale cho mấy chị 100 ngàn. LV dây. Chị ra chốt LV dây kèm số ký 100 ngàn LV dây nha mấy chị. LV dây 100 ngàn. Chứ nào chốt LV dây 100 ngàn chốt lên giúp giùm em ha. LV dây 160 bán sale 100 ngàn. Đừng có phá nha. LV dây 160 bán sale cho 100 ngàn. Rồi mấy chị không thích lên mã này thì em lên mã khác cho mấy chị ha. Lên gì ta? Không ai nói chuyện với em, không biết lên gì luôn á. Mấy chị muốn em lên gì mấy chị nói đi em lên cho.
Mấy chị muốn em lên gì à? Mấy chị nói đi em lên nha mấy chị. Dạ nói đi em lên cho, muốn lên gì? Đầm, áo, khoác, quần. Đó, lên gì nói đi em lên cho. Alo. Alo mấy chị ơi, mấy chị muốn em lên gì mấy chị cứ nói đi ha. Em lên hàng cho mấy chị. À, không lên gì. À, lên cái bao áo lẻ lẻ hôm qua 30 ngàn ha. Được không? Rồi để em lấy bao áo nó xuống nha mấy chị. Áo 30 ngàn. Áo pop dép. Ở dưới. Lên là quýnh một cái chết. Rồi xả bộ này nè. Xả bộ này cho mấy chị nha. Xả bộ này em biết chắc mấy chị sẽ thích. Cái bộ tím này em còn được 4 bộ nha. Cái bộ tím này là ôi em bán nhiều lắm luôn. Mà cái bộ tím này mà chị nè, đi số. Cái tay nó ghê quá trời. Trời má ơi, nó chiếm chỗ tôi luôn rồi trời. Cái bộ tím này là em có 4 bộ à. Bộ tím này tổng cộng 4 bộ. Mà bộ tím này em xả cho mấy chị là mấy chị bị ma nè. XL nè. XL. XL. Đó còn XL là 70 đến 80 kg nha. Cái bộ này em mặc lên cực kỳ gọn. Bộ này mặc lên tự động kít eo rất là đẹp luôn. Đây mấy chị. Bộ có tay. Rồi mấy chị coi form nè. Thứ nhất là tay cánh tiên nè mấy chị ha. Thứ hai là khi mấy chị mặc lên tự nhiên cái chỗ này nè. Cái chỗ này nó tự chít eo cho mấy chị nè. Nó làm sao hay lắm. Nó làm con áo phơm này lên hay lắm mấy chị. Rồi sale cho mấy chị bộ này 150. 240 sale 150 luôn. 240 sale 150 nha mấy chị. Bộ này. Em nói mấy chị là bộ này lên dễ thương lắm. Dễ thương cực. Nè mấy chị thấy chưa. Khi mặc lên tự nhiên nó có cái đường eo luôn à. 240 sale 150 bộ này kèm với chân váy. Kèm với lại quần đùi nè mấy chị. 240 sale 150 chỉ còn size. Chỉ còn size XL thôi mấy chị. Ủa áo đang mặc size gì ta. Chỉ còn size XL thôi. Cho nên chị nào chốt bộ này 70 đến 80 kg thì tranh thủ chốt nha. 240 sale 150. Dạ em like 5 phút nữa không ai nói chuyện em thoát nha. Em thoát thiệt. 240 sale 150 mấy chị. Chế nào chốt bộ tím này thì chốt lên giùm em bộ tím ha. Bộ tím bộ đây size L nè. Hèn chi nó bó cái tay. Bộ đây size L nè mấy chị 60 đến 70 kg. Rồi còn lại. Còn lại là 3 bộ là chữ V. Còn lại 3 bộ 80 kg là chị Như Trương cùng ký với em phải không? Chị Như Trương cùng ký với em phải không? Chị Như Trương nè. Như Trương. Chị Như Trương 150 ngàn nè. Còn ngủ chữ V là bộ nào ta? 646. Bộ ngủ chữ V là bộ nào ha? Bộ ngủ chữ V là bộ nào chị? 80 kg em biết rồi. Ủa bộ ngủ chữ V là bộ nào chị? Cái bộ tím này cưng lắm nha. Bộ tím có một bộ size L thôi. Còn lại là hai bộ size XL ha. Em mới mặc vô cho mấy chị coi đó. Bộ ngủ chữ V là bộ nào chị? Chữ V. Bộ ngủ có tay 90 ngàn. À là bộ mã thứ hai á. Mã thứ hai. Mã này là 100 ngàn. Bộ tím của chị Huyền Nguyễn là bộ này không chị Như Trương? Là bộ này đúng không chị? Là bộ này đúng không chị? Đúng thì ok lên giùm em nha. Bộ tím của chị Huyền Nguyễn Bình Dương. Bộ này đẹp lắm chị Hiền. Chị Hiền hồi nãy hỏi cái đầm yếm đó. Cái đầm yếm nó đi tiệc đẹp lắm chị Hiền. Chị Hiền lấy đầm yếm đó mặc đi tiệc hơi bị đẹp. Thiệt tại vì một con đó đó. Chỉ có một con đó thôi mà em để lại đó chị.
150.000 của chị Hiền. Nhưng mà những cái mẫu đó nó khó kiếm lắm chị. 819 của chị Hiền Nguyễn nè. Phải bộ đó thì báo lên giùm em nha chị. Chị Như Trương ơi. Đó, phải thì báo lên giúp giùm em. Bộ ngủ này. Giống vậy nhưng mà có chữ màu xanh. Đây là bộ chữ B. Là bộ chữ B đúng không chị? Bộ ngủ đề xeo không? 90 hả ta? Là bộ chữ B á chị. Bộ chữ B chứ không phải bộ chữ V chị. Để mày bán nha. Áo lẻ nhiều lắm chị ơi. Đi xuống. Bước lại. Bước lại mẹ. Lại đây. Xuống dưới đây nè. Xuống dưới lẹ lên. Có áo lẻ chị Thu. Chị Thu nhiêu ký à? Đi xuống đây. Chị Thu nhiêu ký chị Thu ơi. Chị Thu nhiêu ký chị Thu ơi. Rồi cái này của chị Như Trương luôn nè. Cái này của chị Như Trương luôn nè. Chị Như Trương 90.000. 646. Như Trương 646 nè. Có áo lẻ nhiều lắm chị. Chị muốn áo thun. Chị nhiêu ký chị lên số ký cho em. Em còn hai bộ nha mấy chị. Còn một bộ L 60-70kg. Và còn một bộ XL 70-80kg. Cho nên chị nào chốt bộ này thì chốt lên giùm em nha. 250 mà sale còn có. Ủa 240 mà sale còn có 150 thôi nha mấy chị. Cho nên mấy chị tranh thủ nhanh ha. Tranh thủ nhanh chứ cái bộ này cưng lắm. Mấy chị đừng có nghĩ là cái màu này không đẹp. Cái màu này lên bao xinh luôn á. Cái màu này lên xinh lắm. Những cái màu này đều tét đập mà ha. Rồi em lên xả bộ bộ công sở cho mấy chị 100.000 nè. Em xả bộ công sở cho mấy chị 100.000. Bộ công sở kèm áo sơ mi Gucci nè mấy chị. Bộ công sở kèm áo sơ mi Gucci ha. Công sở kèm áo sơ mi Gucci kèm với lại quần dài, quần dài ống su. Bộ này 240, 250 xe mấy chị có 100.000. Cho nên chế nào chốt bộ này chốt giùm em bộ Gucci 100.000 ha. Bộ Gucci 100.000 kèm số ký mấy chế ơi. Gucci 100.000 kèm số ký. Chị nào chốt Gucci 100.000 kèm số ký chốt lên giúp giùm em. Cho chị mấy cuộn giấy in nha em. Gucci. Gucci nha mấy chị, sale 100.000 nè. Sale 100.000. Bộ công sở XL. Bộ công sở của chị Phạm Thị Ngọc Giai. Bộ công sở của thể thao Thanh Y. Ba chị phải không? Rồi ba chị XL. Em đi lấy cho ba chị. Thôi má ơi, còn XL nữa. Cái bộ công sở này Gucci. Mình còn chỗ nào nữa? Đi xuống. Không. Còn trên lầu thì sao á? Cô La, Giang ơi. Giang đâu vậy? Giang. Đi vô cái ông bắt tư. Ông ngồi, ông bấm mấy, ông không có để ý đi ra chết mẹ luôn á. Đi vô. Kiếm bộ Gucci XL cho mấy chị ơi. Kiếm một đống bộ Gucci XL nè. Dạ đang kiếm nha mấy chị. Hình như trên lầu đó Ti ơi, kiểm tra lại thử. Rồi đây coi. Yeah. Ở đây hiện giờ cầm sao thấy toàn size L không à. Chết chưa. Chết chưa. Mày ngu. Mày ngu cho vừa lòng tao. Bị ăn đòn rồi. Bị bộ tím của chị Bùi Diễm Huyền nè. Dạ bộ tím em còn một bộ size L nha. Bộ tím Bùi Diễm Huyền. Bùi Diễm Huyền 150.000 của Bùi Diễm Huyền bộ tím nè. À, bộ tím này mặc đẹp lắm. 84. Bộ tím này mấy chị mặc xinh lắm. Bộ tím này mặc rất là xinh ha. Tím XL rồi còn đúng một bộ tím size L thôi. Còn bộ công sở đợi anh Ti nó đem xuống nha. Thể thao Thanh Y, Phạm Ngọc Giai, Hạnh Nguyễn. Nó còn size gì Ti? Vậy là bộ này, là bộ này thì chị thể thao Thanh Y vừa cho mấy chị 80kg thì không vừa đó. Mấy chị 80kg thì không vừa nha. Là kiểm tra chỗ đó có thử cái cục đó ở trong còn XL không? Má may bộ đồ ra lỗ quá trời luôn. Bộ đen em mặc vải đẹp lắm chị Bùi Diễm Huyền. Bộ đen em mặc còn nha, 240 mà vải đẹp lắm. Từ vải tới loại chân váy quần nó đều đẹp hết đó chị. Còn
2 cái XL. Được 2 cái XL xuống. Có 2 hịt à mấy chị đưa xuống đây đi. Chị thể thao Thanh Y 100 ngàn à. Nó còn à, 3 bộ L và 1 bộ 2 và 2 bộ 2 hịt. Dàn nó mất nữa, chạy xuống dưới rồi mất rồi. Đó, nó còn 2 bộ 2 hịt, cái XL em hết rồi mấy chị. XL em hết rồi, cho nó ở nhà dưới đi, khỏi vàng gì cất đi. Tôi lấy một bộ đây cho Bùi Diễm Hiền, XL qua tôi lấy cho chị mặc. Hồi này nó mới lấy cho em hồi nãy. Bộ đấy hả? Đúng rồi, bộ dây xích đó. Dạ ok. Nó nằm ở đây nè. Nằm đâu phía dưới á. Mới quên mày lấy chị like á, chị lấy gì chị mặc không? Size đọc lại. Size L, XL. Phải không vậy? Rồi đúng rồi đó. Đây nè. Rồi, Bùi Diễm Hiền nè. Bộ đen còn không? Bộ đen bay còn không? Kiểm tra cho chị Ngọc Dưỡng. Đen đây còn. Rồi lấy luôn cho chị Ngọc Dưỡng. Em lên chở em lấy cuộn băng keo vàng xuống ha. Em kéo rồi em ghi cho nó dễ đi tây. Mày còn còn. Mà bộ này đẹp lắm, mỗi tội em không mặc áo ngực chứ bộ này đẹp lắm mấy chị. Bộ này thứ nhất là lấy làm cái cúp ngực rất là đẹp. Mấy chị không muốn hở thì mấy chị cứ kéo lên vậy ra sau. À, còn em cứ kéo cho thoải mái vậy nè, mẹ nó. Thấy vú cũng được nha. Mà bộ này vải đẹp lắm, bộ này vải là 10 điểm nha. Có cái cây nó trắng, số một cái trắng thương sợ não nha tây. Là vô đó. Đó. Bộ này, rồi cái này của chị Ngọc Dưỡng 3 ịt nè. Kéo ăn kêu qua. Ngọc Dưỡng. Ngọc Dưỡng 3 ịt nè, 240. Bộ này của chị Bùi Diễm Huyền nè, 240. 240 của Bùi Diễm Huyền. Dạ, mấy cái bộ công sở 100 ngàn nó hết rồi nha chị Hạnh, hết rồi nha chị Như Trương. Bây giờ nó chỉ còn 2 bộ size 80 đến 90kg. Mấy chế có mặt thì báo em ha, 80 đến 90kg. Cho nên chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Nãy giờ chị Bùi Diễm Hiền vô coi bộ ngủ chưa? Chị Bùi Diễm Hiền có mua bộ ngủ không? Bộ ngủ này 100 ngàn nè chị Hiền. Bộ ngủ 160 sale 100 ngàn. Bộ ngủ hoa vàng 160 sale 100 ngàn nó có size nha mấy chị. Mấy bộ này mấy chị nên mua nè, mặc lên cưng lắm. Em nói thiệt là mặc lên rất là cưng luôn mấy chị. Thật sự cái lô đồ ngủ này em về em làm hơi bị nhiều. Mỗi mẫu em làm tới 100 bộ, bình thường có 30, 40 à. Mà tại đợt này em bị đứt dây nè mấy chị ạ. Đây nè mấy chế coi nè. Dễ thương lắm mấy chị. Dễ thương cực kỳ luôn. Hoa vàng nè. Rồi chốt giùm em hoa đen nè. Mấy chị coi hoa đen nè. Hoa đen nè. Chị nào chốt hoa đen có hoa đen nè. Hoa đen nha. Chị nào chốt hoa đen chốt lên giùm em hoa đen kèm số ký. Đây mấy chị hoa đen kèm số ký nè. Chị nào chốt hoa đen kèm số ký chốt lên giúp giùm em hoa đen kèm số ký nè mấy chị. Hoa đen kèm số ký ha. À, có 100 ngàn bộ rồi mấy chế ơi, mặc láng sáng dậy sớm luôn á. 160 mà sale còn có 100 ngàn. Mấy chị tranh thủ mua đi mấy chế ơi. Không có ở đâu mà rẻ gì đâu. Mà cái hàng này nó không phải hàng tào lao. Cái quan trọng là nó không phải hàng tào lao. Ờ, Bùi Diễm Hiền nè. Bùi Diễm Hiền XL hoa đen 100 ngàn nè. Cái hoa vàng nó mới đẹp đó chứ. Rồi cái này là thổ cẩm nè. Cũng giống mẫu vậy luôn mà thổ cẩm nè. Thổ cẩm xinh lắm. Nè thổ cẩm đỏ. Thổ cẩm hơi bị xinh nha mấy chị. Thổ cẩm đỏ hơi bị xinh luôn nè. Mấy chế coi form nè. Rồi nè mấy chị. Mấy chế coi form cưng lắm. Mấy chị mặc bẹt vai cũng được, mặc cổ tròn cũng được ha. Mà em nói mấy chị mẫu với form với vải đẹp lắm. Đó, đồ ngủ nó có mấy màu đó. 100 ngàn của Bùi Diễm Huyền. 100 ngàn của Bùi Diễm Huyền. Rồi chị nào chốt 3 mẫu đó chốt giùm em nha. 3 mẫu. Mẫu hoa vàng. Mẫu hoa vàng nè mấy chị. 3 mẫu hoa vàng. Hoa vàng nè. Hoa đen nè. Và thổ cẩm đỏ nè. Xả 100. Xả 100 cho mấy chị nha. Xả 100. Chị nào chốt bộ ngủ 100 này chốt lên giúp giùm em. Em có bộ ngủ dây này nữa nè. Bộ ngủ dây này cũng 100. Eo vì dây mấy chị. Mấy chị coi vải nè. Eo vì dây. Bộ ngủ của chị có rồi chị. Nãy em lấy bộ chữ B cho chị rồi. Đây nè mấy chế ơi. Đây, đây là bộ ngủ eo vì nha, eo vì dây. Eo vì dây 100 ngàn bộ ngủ. Chị nào chốt eo vì dây, cái này là form A mấy chị. Áo này form A. Lấy hoa vàng thuộc cẩm nở vậy. Rồi kiếm mới sợ không có. Đấy, kiếm cái này nè, đâu này. Sợ không có chị. Hai ịt thì được nha, chị Ngọc Trúc Đô. Hai ịt là chị cũng đã vừa rồi nha, em sợ không có đó. À, em sợ không có đó. Tại vì đợt này ba ịt sách lấy hết trơn hết trọi rồi. À, thuộc thổ cẩm ngủ size L của Mỹ Duyên. Mỹ Duyên size L này.
một ẩm tay L đi. L. Rồi, tay L của Mỹ Duyên. À, thổ cẩm đỏ. Thổ cẩm đỏ. Mỹ Duyên thổ cẩm đỏ. Trăm ngàn à. Cái này mặc lên nó trắng như bông nha mấy chị. Trăm ngàn của gì? Mỹ Duyên Nguyễn không? Rồi, 100 ngàn của anh Như Trương nè. 100 ngàn của anh Như Trương coi lộn nha. Dạ, eo vì dây lấy luôn hả chị Hai? Để em kiếm nha. Eo vì dây. Eo vì dây. Rồi, eo vì dây XL của chị Như Trương. Eo vì dây này đẹp lắm nha mấy chị. Eo vì dây này lên form đẹp lắm. Anh Như Trương 2 triệu Nhi á. Rồi ghi số điện thoại chưa? Dỡ cái bao này lên đi, bỏ qua bao này cho. Rút cho chị bộ này, XL. XL 100 ngàn của chị Như Trương. Rồi, kiểm tra bên trong luôn Tuy ơi, nhiều lúc nó lấy cái bao nó bỏ đài á. Kiểm tra bên trong nó khỏi lộn. Cái gần tới rồi không có đổi được, rồi đúng rồi đó. Rồi XL của chế Như Trương. Eo vì dây của Bùi Diễm Hiền. Dạ ok chị Bùi Diễm Hiền, eo vì dây. Rồi eo vì dây, bộ dây đó đẹp lắm mấy chị. Mặc đã lắm chị, mày không hiểu tao là tổng cộng là 4 bao tải của em, đồ ngủ em bị ế. Mà trong khi đó em lấy thử hàng trên mạng nó bị là... nó bị khó chịu á. Đây cũng Như Trương à. Rồi Như Trương 100 ngàn. Đưa băng keo qua đi chị. Như Trương 100 ngàn nè. Cái này của Bùi Diễm Hiền nè. Bùi Diễm Hiền 100 ngàn. Mà mặc không có được vậy mà họ bán cũng hay thiệt. Còn em có chứng tất. Có xét chứng tất. Nó kêu là 1-2 ngày nữa cái hàng nó về tới nơi mà em không biết kịp Tết không nữa chị. Không biết kịp Tết luôn. Em cũng biết nữa, em quăng lên rồi chị Như. Cho nên là nó sẽ ở trong đó chứ không lộn của chị đâu nghe chị Như. À không lộn của chị đâu. Eo vì này nó còn eo vì xanh nữa còn không tin. Eo vì xanh còn không? Kiểm tra thử còn mấy bộ eo vì xanh quăng lên cho chị nha. Dạ em còn một bộ này size L nè. Chị Bùi, chị nào mà size L chốt giùm em nha. 240 sale 150. Bộ này mặc lên đẹp lắm mấy chị, nhưng mà size L thôi. Em mặc con này là hơi tức. Em mặc con này hơi tức nha mấy chị. Con này size L 60-70kg ha. 60-70kg mà này em còn đúng một bộ. Chị nào thương chốt giùm em nha. Chị nào thương chốt giùm em, mà không thương chốt giùm em cũng được. Cái này tay cánh tiên nè. Bộ xanh này còn nhiều không chị? Rồi eo vì xanh nè chị Bùi Diễm, Bùi Diễm Huyền lấy luôn không? Xinh ha. Trời ơi xinh quá trời luôn. Cái chị gì kìa, bộ bà ít chưa kiếm mà. Xinh quá trời luôn mấy chị. Eo vì cái này không phải eo vì xanh mà là chiếc lá xanh. Hai mấy chị, chiếc lá xanh, yếm chiếc lá xanh đẹp ha. Rồi chị nào chốt chiếc lá xanh, chốt lên giúp giùm em chiếc lá xanh nè. Cho em bộ này. Em chưa có bộ này. Chiếc lá xanh mấy chế ơi. Chế nào chốt chiếc lá xanh, chốt lên giúp giùm em chiếc lá xanh nha. Chiếc lá xanh 100 ngàn ha. Rồi chị nào chốt bộ tím size L 60-70kg. Chốt giùm em 72kg cũng vừa nha mấy chị nha. 72kg cũng vừa. Chị nào chốt. Bê ịt hoa vàng nè. Rồi bê ịt hoa vàng một bộ bỏ riêng ra đi. Là chị gì ạ? Chốt lên đầu bê ịt. Bê ịt màu đây được không? Chị ơi bê ịt nó còn hoa vàng với màu đây nó hết thổ cẩm đỏ. Chị lấy giùm em được không chị Ngọc Trúc Đô? Nè chốt hai bộ chị Ngọc Trúc Đô quấn chung đi. Hết rồi. Hên quá trời, sao tự nhiên có vậy chứ. À, Ngọc Trúc Đô hai bộ. Hai bộ của chị Ngọc Trúc Đô kéo lên. Quấn hết luôn. Quấn chung đi. Quấn toàn lại cho khỏi đó. Dạ. Chị nào chốt bộ eo vì chỗ chị nào chốt bộ lá xanh thì chốt lên giúp giùm em bộ lá xanh nha. Là bộ anh tư hai cho vợ, một cho vợ. Một cho. Rồi chị đây lên nãy là... Ngọc Trúc Đô không có dấu. Ngọc Trúc Đô 200 nè. Ngọc Trúc Đô không có dấu 200. Mấy chế ơi, mấy cái bộ này dễ mặc lắm nha mấy chế. Thật sự luôn, mấy cái bộ này dễ mặc lắm. Thứ nhất dễ mặc, thứ hai mấy chị dễ chịu nữa. Cái vải đối với chị em mình là rất là dễ chịu ha. Đây, vải dễ chịu lắm mấy chị ơi. Vải dễ chịu mà phơm cũng cưng nữa. Phơm cưng lắm. Cũng là mặc size L nữa. Phơm rất là cưng, mặc size L vô cái nó bó, nó tấm cái phơm mà cứ bóp size L mặc. Trời ơi mấy bộ này mấy chị mặc vô trẻ trung mà dễ thương lắm mấy chị. Mấy bộ này nè, thứ nhất vừa trẻ, thứ hai vừa dễ thương ha. Chị nào chốt mấy bộ LV này thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi bỏ lên, bỏ lên đây. Ở trên đó nó còn cái gì vậy Tây? Áo khoác hả? Ở trên nào? Cùng nó còn cái gì vậy? Cái Nguyễn Vàng trên cùng á. Áo khoác, áo vest. Áo vest bỏ lại, đưa Nguyễn Vàng trên cùng xuống. Áo vest bỏ lại, đưa Nguyễn Vàng trên cùng xuống. Chế nào thích vét thì báo em lên vét nha.
đá vết không? Rồi vết bạn cầm chung với cục vết đây. Rồi chút lấy hàng ở trước chắc lên đó nha Tây. Đầm hay xếp bội cũng được, ở dưới đây cũng sống rồi Tây à. Rồi áo à, áo này là áo khoác mấy chị ơi. Mấy chị ơi áo này là áo khoác, áo này là giờ free size 70 đến 100 kg. 70 đến 100 kg em sale 250 em sale mấy chị, còn 170 nha. Nó còn tổng cộng 3 con. Mà mấy chị ơi cái con này nó đẹp lắm. Tại vì con này mấy chị biết tại sao tới giờ 1 năm em mới sale là mấy chị biết rồi đó. Tới giờ 1 năm em mới sale là mấy chị biết rồi. Nè một hồi chị Bùi Diễm Huyền lấy cái bộ đỏ còn đúng một bộ hả Ti? Ờ một bộ đó. Ờ bộ đỏ nhung này em còn đúng một bộ nghe mấy chị nha. Cho nên chút nữa mấy chị tranh thủ chốt bộ này ha. Cái áo này là size 70 đến 100 kg nè mấy chị. Cái áo này size 70 đến 100 kg. Chị nào chốt áo này thì chốt nha, 250 mà em sale cho mấy chị là em sale cho mấy chị là chỉ có là 170.000 thôi. Nhưng mà nó còn free size nha mấy chị, 70 đến 100 kg ha. 70 đến 100 kg. Mà khi con áo này mấy chị mặc ra đường á, nó thoải mái, cái kiểu nó thụng thụng, nó thoải mái và cái tay nó như thế này nè. Mấy chị xỏ cái ngón cái vô đây ha, nó sẽ che khi mấy chị đi nắng. Và con này form rất là đẹp nha mấy chị. Con này form đẹp lắm. Con này tới thời điểm bây giờ mà em mới sale là mấy chị biết rồi ha. Rồi con này 170.000 mấy chị ơi. 170.000 con này. Chị nào chốt con áo nâu này chốt luôn giúp giùm em áo nâu ha. Còn được 3 con. Còn tổng cộng 3 con mấy chị. Còn tổng cộng 3 con mẫu này. Chị nào chốt 3 con áo khoác này thì chốt lên giúp giùm em 3 con nha. Khoác này vô đi. Chết mẹ ơi, nó cũng còn rảnh, nó còn để chơi game được, bà nội cha nó. Hốt bỏ ra sau chồng lên. Dạ có 3 con thôi mấy chị, có 3 con áo khoác. Cái bộ này là mấy chị phải dành lộn nè. Còn đúng một bộ sale cho 200. Nội mà con áo khoác không cũng đủ tiền nữa. Bộ nhung này nội mà con áo khoác không mấy chị cũng đủ tiền nữa nha. Nói thiệt lòng. Áo khoác không cũng đủ tiền, bộ nhung này đẹp lắm. Đồ của chị như chị bỏ đâu? Không, mà mở ra đây nè. Đây là máy chế nhưng mà bộ này 70 đến 90kg nha. Và em nói mấy chị là áo khoác nhung phơm và vải rất là đẹp, 70 đến 90kg bộ này. Bộ này mấy chị mặc không có nóng, mặc rất là mát và đã nha. Đây là bộ nhung là còn đúng một bộ. 70 đến 90kg, 70 cũng hơi rộng nha, 75 đến 90kg. 75 đến 90kg bộ nhung này, mấy chị coi phơm nè. Hơi bị đẹp, 250 sale cho mấy chị 200 là bộ nhung đó ha. Nên chị nào chốt bộ nhung chốt lên giúp giùm em bộ nhung. Bộ nhung kèm số ký nha mấy chị. Bộ nhung kèm số ký, chị nào chốt bộ nhung kèm số ký chốt lên giúp giùm em nhung kèm số ký ha. Đây cái bao áo hôm qua 30.000 bày bỏ đâu rồi, cho xuống cái bao đó đi. Không nhớ rồi. Nhà có bỏ đi em nhà sau không hay còn nhà trước? Chắc còn nhà trước á. Bán lộn xộn từ Lê học me tới hôm qua đó. Ủa mấy chị đâu mất hết rồi ta? Hello. Nói chuyện được vài câu im nữa rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Áo khoác nâu 170 với bộ LV của chị Tu Liễu Lê Thị. Rồi Tu Liễu Lê Thị. Lấy bộ LV ơi. Bộ LV đây nè, XL cho Tu Liễu Lê Thị. $170.000 của Tu Liễu Lê Thị. Rồi bộ $100.000 của Tu Liễu Lê Thị. Rồi áo 30.000 nha mấy chị nha. Áo 30.000. Áo 30.000. Chị nào ở đây 100kg không chốt cho con chân váy 30.000 nè. Chân váy 30.000, 100kg. Nhưng mà con này mấy chị coi cái form này nè. Mấy chị coi cái form này là form có dây nịt nè. À con này bán 30.000 chơi cho vui thôi nha. Con này chị Tú Quỳnh đâu rồi? Chị Tú Quỳnh đâu rồi? Chiều nay có bộ chín tấc nha mấy chị. Rồi chị mấy chị ơi, 100.000 chân váy. 100.000 chân váy 30.000. Nhanh nha mấy chị nha. Nhanh nha. Cho mấy cái này là kiếm hoài không ra đâu nha. Rồi đây 50.000 chân váy xếp ly xanh 100kg. 50.000 chân váy xếp ly xanh 100kg. Chốt lẹ đi mấy chế. Vàng đâu ta? Vàng ơi. Vàng. Cô tụi nó ở đâu? Vàng ơi vàng. Vàng 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 vàng. Áo khoác trắng chị thấy đăng ảnh còn không? Trời ơi, còn mà vải đẹp lắm chị à. Còn mà vải đẹp lắm chị Phương Trần. Còn mà vải rất là đẹp nha.
Có size tới 100kg nha chị Phương nha. Hơi bị đẹp luôn. Hơi bị đẹp. 30.000 lấy đầm hoa. Đầm hoa 30.000 của chị Lương là hàng. Mấy cái này là không có đổi trả được đâu nha mấy chị. 160, 170, 150 và sale 30.000 là không có đổi trả được đâu ha. Rồi em lên cho mấy chị một con áo công sở nè. Áo công sở con này dưới 70kg nha. Con này dưới 70kg bán mấy chị 30.000 áo hoa. Bán mấy chị 30.000 áo hoa. Chân váy 30.000, chân váy này 50.000 của Tú Quỳnh nè. Tú Quỳnh 50.000. Áo hoa 60 đến 72kg bán 30.000 áo hoa. 30.000 áo hoa nha. 30.000 áo hoa. Chị nào chốt áo hoa chốt lên giúp giùm em áo hoa. Có size coi chị lấy size L, đây là từ khoảng cỡ 85kg đến 100kg á chị Phương Trần. Của chị Tú Quỳnh 50.000. Rồi em lên cho mấy chị một con sơ mi. Dạ con này bán mấy chị 50.000 nha. Con này khoảng cỡ dưới 83kg. Sơ mi xanh bán mấy chị 50.000. Sơ mi xanh bán mấy chị 50.000 nha, 83kg. Em lên cho mấy chị một con áo thun 30.000 nè, xinh không mấy chị? Trời ơi, mấy con này mấy chị mà dưới 82, 83kg chốt con áo, chốt giùm em sọc hồng. Thì nó còn cỡ ký đó chị, còn cỡ 100kg rồi chị Phương à. Còn cỡ 100kg rồi chị Phương. Con này sọc hồng bán mấy chị 30.000 luôn. Sọc hồng dưới 80kg bán mấy chị 30.000 sọc hồng. Chị nào chốt sọc hồng chốt lên giúp cho mấy. Trời ơi, cái con này đẹp lắm nha mấy chị. Ý em nói thiệt luôn á. Cái con áo hồng ren này nè đẹp lắm. Tay nè, mấy chị coi tay cánh tiên nè. Cái con áo hồng này đẹp cực kỳ luôn ha. Sọc hồng 30.000 của khoai tây nè. Sọc hồng 30.000 của khoai tây. Khoai tây 30.000. Thật sự luôn á, để em coi thử con này em vừa không. Em mặc thử cho mấy chị coi. Khoai tây 30.000. Chị Duyên Kim nhiêu ký? 85kg không chị. Tối qua đi bill chị Duyên Kim mà nha, phải không ta? Và tối qua chị Duyên Kim chốt áo khoác kem chị mặc vừa không? Áo khoác này hả chị, áo khoác bò hả? Vừa chị. Em vừa là chị vừa đó. Nhưng mà con nó mặc sướng lắm, chị còn một cái, còn hai cái chị lấy cái, còn cái để em đi lấy hàng. Chờ còn hai cái chị lấy cái đi, còn cái em đi lấy hàng. Con này nè mấy chị, con này áo sơ mi nè. Áo sơ mi này dưới 83kg mấy chị không lấy hối hận lắm luôn. Hối hận lắm luôn. Tại con áo này em không vừa để em thử cho mấy chị, chứ con áo này đẹp lắm. Con áo này đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Con áo ren hồng. Ô vừa nghe mấy chị. Ô xinh không. Dưới 80kg nè. Trời ơi áo này bán 30.000. Trời má ơi. Coi xinh nè mấy chị. Vậy mà áo này bán 30.000. Vải nó là co giãn đó chị. 30.000. Xinh không mấy chị. Áo hồng ren. Ai vậy? Mày xuống mày coi tụi nó cái này dưới công ty. Sao nó im luôn, nó chết giấc đâu rồi tôi. Nó sợ đuôi ra. Chứ nó bán được nhiều rồi. Nói đâu. Nhanh. Có không? Nói đây. Chui vô. Cái góc quần áo rồi kìa. Cái này có quấn mấy quấn mà. Quay ai. Đấy, treo không phải mình muốn mình muốn thôi nha. Dạ áo hồng này nó có một size L chị. Rồi 30.000 của chị Như Trương nè. 30.000 của chị Như Trương. Dạ áo khoác đó 200 á, để em lấy cho, để xong ti nó lấy cho em mặc thử chị coi nha. Chị Hương đợi. Đẹp lắm. Em nói chị nghe là áo khoác nó chế nào nhận vô về cũng khen đẹp hết trơn á. Tại vì áo đã áo khoác rinh rồi mà nó co giãn rồi cho nên mặc sướng lắm. Có quần đùi nhung chưa chị? Bởi em nó con sữa em nó đứt dây lắm chị Như Ánh Trương. Chị Như Ánh Dương con sữa em nó đứt dây lắm. Thiệt. Đi quấn con hoài mà con khờ luôn á. Con tội nghiệp quá. Trời ơi em không nghĩ con áo này nó đẹp ba mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một con áo hồng 30.000 nè. Mấy chế coi cái form áo đi ha. 30.000 áo hồng này nè. Áo hồng này 30.000 mấy chế ơi. Áo hồng này 30.000. Áo hồng 30.000 nè. Con này cũng dưới 80kg nha. Con này dưới 80kg. Con này form hơi ngắn nha. Nó còn bị dính cái còng dây ở sau á mấy chị. Con này form hơi ngắn nhưng mà con này cưng. Con này còn kéo xuống được rồi, tại nó bị dính cái dây ở sau. Áo hồng này mấy chị dưới 80kg nha. 30.000 luôn. Áo hồng dưới 80kg 30.000. Đi lấy cái áo khoác rin này đi. Dớt cái L gần của em em. Còn áo hàng An Đông không chị? Nó ở sau lưng em nè.
mấy chị mà chưa chốt áo rin trắng á, thì em nói thiệt với mấy chị nên chốt. Thứ nhất là form với vải quá đẹp, form với form đẹp, vải đẹp lắm mấy chị, form đẹp vải đẹp, nói chung là bị mê á nha. Cho nên là con này mà chế nào mà chưa chốt thì nên chốt nè. Trời ơi, con khóc rin này đẹp lắm, con khóc rin này đẹp bà cố nội luôn mấy chị. Cái rin nó đẹp lắm nha mấy chị, rin co giãn ha. Chị coi nè, em mới mặc size L nè, em 80kg mà mới mặc size L, con này phải tới 85-88kg cũng vừa. Đây mấy chị, nhưng mà con này 2X còn có 2-3 con rồi nha. Con này XL còn có 2-3 con, XL là tới 100kg á. Mà độ co giãn nó hơi bị nhiều nha mấy chị, mà độ co giãn nó hơi bị nhiều. Cho nên là chị nào chốt con này thì chốt lên giúp giùm em nha. Độ co giãn của áo này hơi bị nhiều mấy chế ơi, hơi bị nhiều. Cho nên chị nào chưa chốt con khóc rin trắng này thì nên chốt lên giúp em ha. 200.000 một con khóc rin trắng này. Chế nào chốt lên giúp giùm em khóc rin trắng kèm số ký ha. Khóc rin trắng kèm số ký ha mấy chị ha. Khóc rin trắng kèm số ký. Em lên cho mấy chị một cái mã lông công hồng. Lai hàng An Đông hôm nay không, để em lấy mấy chiếc. Dạ chị Phương Trần lấy con, để tí xíu nữa em lên nó sâu luôn nha chị. Bây giờ lấy một con áo vest XL cho chị Phương Trần. Em sale con này cho mấy chị 30.000 nè. Mấy chế coi tay nè với form nè. Rồi 30.000. Con này form khoảng cỡ dưới 73kg. Con form hồng này dưới 73kg mấy chị. Con form hồng này dưới 73kg đi cho nó đẹp ha. Dưới 73 hoặc 75kg cho nó đẹp. Ê con này cái tay bị lỗi nha. Con này cái tay bị lỗi rồi. Rồi chị nào 73kg chốt mã tặng nha. Chị nào 73kg chốt mã tặng. Chốt mã tặng con này ha. Để coi thử ở đây có ai 73kg. Thời giờ ngồi trúng em tay. Chị Phương Trang là ít lâu nè. Ghê vậy. Kiểm tra kỹ nha. Nè tặng cái áo này cho anh Như Trương nè. Tặng cái áo này cho anh Như Trương nè. Bà nội cha tôi đang kéo ai thử bơ, ai nhiêu ký tặng mà kéo lên thấy bà comment luôn. Rồi tặng cái này cho anh Như Trương. Chị mặc bộ đồ hả? Bộ đây là bộ chị Thúy Phạm. Bộ này vải đẹp lắm chị Thúy. Bộ này kèm với chân váy quần nè, hơi bị xinh luôn. Bộ này mặc bộ này xinh lắm, vải xinh mà form xinh mà vải rất là xinh chị Thúy Phạm. Bộ này xinh lắm, xinh dữ dàng. Rồi em lên cho mấy chị một cái áo 30.000, áo sống ảo nè mấy chị. Áo sống ảo là tại vì cái này nè, biết sao gọi là sống ảo không? Tại khi cái form áo này lên á, mấy chị chụp hình nó đẹp dữ dàng lắm. Nhưng mà phải size 100kg nha. Cái con này lên form chụp hình đẹp dữ dàng lắm mấy chị. Con này size 90 đến 100kg nè mấy chị. Đẹp ha. Mà có 30.000 à. Chốt giùm em áo 30.000, áo vàng mấy chị ơi. Áo vàng 30.000. Em lên cho mấy chị con áo trắng. Trời ơi, hàng 140 tôi sale quá mấy chị, chứ không phải hàng rẻ. Chìm tàu giúp vào bán rẻ đâu. Rồi áo này dưới 80kg nè, áo trắng. Dưới 80kg nha. Áo trắng dưới 80kg 240 chị. Áo trắng dưới 80kg bán mấy chị 30.000. Dạ cái này chị Phương vừa nè. 30.000 của chị Phương nè. 30.000 của chị Phương Trần nè. 30.000 của chị Phương Trần. Hôm qua ai hỏi áo bi nè. Ai hỏi áo bi mà tôi moi lên không được nè. Rồi áo bi này chị nào dưới 70 mấy ký thôi nha. Dưới 75kg áo bi công sở. Bán cho 50.000 áo bi công sở. Áo bi công sở cột ở trước nè. Bán cho 50.000 áo bi công sở. Chị coi trong tin nhắn thử coi thử em gửi chưa. Nếu nè mà... một hồng với một trắng, chị coi trong tin nhắn thử em gửi chưa. Hai gửi. Con áo này của Gia Linh Ngô nè. Gửi đâu? Gửi rồi hả? Tuy là em lên đây con. Lên đây với mẹ lên đây. Rồi cái hai cái đấy nhiêu? Hai cái đó 60 của Gia Linh Ngô. Tuy là em á hả? Con qua con nằm với anh Đô La đi. Con nằm với anh Đô La đi nha. Rồi anh Đô La cho em nằm với. Áo bi công sở để em mặc thử là cho coi thử chị vừa hay không nha. Áo bi công sở này mặc lên xinh thật sự là hàng này 140 á mấy chị ha. À, chắc cái này chị vừa. Áo trắng khách lấy rồi chị Anh Thư. À, của chị bi của chị Anh Thư là giải quyết sao ta, là chị Anh Thư chút nữa chị nhắn tin là bi của chị là trừ gì lấy tiền nhiêu về nha. Con này còn cỡ dưới 75kg à ha. À, con này còn cỡ áo bi không có vừa. À,
Áo bi này khoảng cỡ 75kg thôi. Áo bi này của chị Anh Thư Nguyên là 50.000. 50.000 của chị Anh Thư Nguyên. Xong tôi lên tôi lấy cái bộ giống như chị đang mặc nha. Size L cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy 240. Cái áo khoác á, cái áo khoác mà 250 em sale 170 á, mấy chế nên lấy nha. Em nói thật sự luôn, vải đẹp lắm. Chị, em còn bộ này nè chị Thúy Phạm, em sale hết rồi, còn đúng bộ size L nè chị. Mà bộ này mặc lên đẹp lắm, size L 60-70kg, chị nào 72kg cũng vừa. Mà bộ này em sale cho 150. Đó, còn đúng một bộ tím size L đâu. Mấy chế nào thương em chốt giùm em nha. Bộ tím size L, chị nào chốt bộ tím size L chốt lên giúp giùm em. Bộ tím size L. Size L đúng không? Đúng rồi đấy. Bộ tím size L 60-70kg. Chị nào bộ này khi mặc vô nó tự động nó chích eo, nó thành nó có eo đẹp lắm nha mấy chị. Tại em mặc hơi ôm, tại vì cái này mới size L thôi ha. À, bộ tím của Mỹ Duy Nguyễn, bộ này đẹp lắm, bộ này đẹp lắm Mỹ Duy Nguyễn ơi, thật sự luôn. 150 của Mỹ Duy Nguyễn, 150 của Mỹ Duy Nguyễn, Mỹ Duy Nguyễn 150. Bộ này hết rồi, Gia Linh Ngô ơi, hết rồi. Lên Mỹ Duy Nguyễn nè. Rồi Mỹ Duy Nguyễn 150 nè. Tôi cũng mang kêu trên kêu xuống thôi, tùy đưa gần đây cho chị làm vụ nè. Rồi bộ này của Gia Linh Ngô nè. Á lộn, bộ này của chị Thúy Phạm Thanh Thúy. Đây là áo Quảng Châu nè, 180 thôi, sale cho 70 cho hết hàng nha. Áo này khoảng cỡ dưới 80kg mấy chị. Em nói mấy chị áo này vải đẹp lắm. Ý Yên ngồi ở đây, Yên cầm đồ lên, mấy chị không có biết cái vải đẹp đâu. Nhưng mà cái này vải rất là đẹp ha. Áo này là áo Quảng Châu, áo này là áo của hàng An Đông á mấy chị. 180 mà sale mấy chị 70, chốt giùm em. À, chỗ mình là 440. Để tí xíu nữa đi em 440 là hai trăm tư từ nha chị Anh Thư Nguyễn nè. Cái từ từ nha. À, đổi một bộ 240 luôn, mua một bộ là một bộ 240 với cái quần 200 là 440 ha. Mà cái quần thì em đổi cho chị qua cái quần, em đổi qua cho chị cái hồi bữa trước chị lấy cái quần có chữ Gucci hay là cái quần có ba nút ta, để em lấy quần em đổi cho chị luôn, để em lấy quần em đổi cho chị luôn nha chị Thư. Rồi đây áo 70.000 nè, Ý Yên mặc lên cho biết thấy cái form nè, thấy cái form rồi ghiền nè. Mặc lên cho thấy cái form rồi, nãy giờ đồ bỏ bán bỏ đâu hả? Bán đi nè. Trời ơi cái con này vải đẹp lắm. Nói thiệt sự luôn á mấy chị. Thiệt sự những cái con vải em chả biết nó vải gì mà đẹp kinh lắm mấy chị. Nè mấy chị thấy đẹp không? Rất là xinh luôn. Mã này xinh mà em nói vải đẹp cực kỳ. Ai chọn quần lại, tự chọn quần lại luôn hả chị? Vậy dạ, ok chị. Ok chị. Ok chị. Em có cái quần ở đây là Ti. Cái quần mà trên đậm dưới lợt, lấy cái quần đó lại cho chị Anh Thư Nguyên, có lấy thì lấy. Chị Thảo, quần trên đậm dưới lợt. Nó nằm đây nè, có hai cái bao chín tóc, có lấy lại đây. Áo này sale có 70.000 thôi nha mấy chị. Áo này sale có 70.000 à. Quần bằng giá 200 luôn rồi, để em làm em trừ bill cho chị. Để em làm em trừ bill cho chị Thư. Đây nè, mã nâu nè. Mã nâu 30.000 nè mấy chị. Mã hoa nâu 30.000. Chế nào chốt mã hoa nâu siêu 33 Hà Nội cha siêu 30.000 mà còn phải mặc thử nữa nè mấy má. Thiệt chứ, 80kg nha. Dưới 80kg bằng ký em thì hốt nha, 70-80kg xinh không? Bán 30.000. Trời má ơi, 30.000 bây giờ ngồi thử nè mấy má ơi. Em bán cho mấy chị một con áo màu bò mà khi mấy chị mặc lên dây chéo xinh lắm nha. Áo này khoảng cỡ dưới 75kg, áo bò bán luôn 30.000 áo bò. Bán luôn 30.000 áo bò. Em có một con đầm size nhỏ nè. Ôi bán cho mấy chế 30.000 về mấy chế mặc ngủ luôn đi ha. Mấy chế 30.000 đầm đã đầm form A nha, 60-70kg bán 30.000 luôn. Áo 70.000 của chị Phạm Thị Ngọc Giai nè. Từ từ, Phạm Thị Ngọc Giai mấy cái bao quần ở đó đó. Mấy cái bao quần trên cầu thang hết đi. Bị lắc não ở quần rinh rồi mày để ở đâu rồi mày kiếp chỗ áo vậy. 70.000 áo nâu của chế Anh Thư Nguyễn 30.000 nè, kệ mua rẻ rẻ. Cái này 30 đúng không? Đúng rồi.
Ba cái này 70. Cái này 30, cái đó của ai ạ? Thần Thiên Ngọc Giai 70. Lẹ lên. Áo nâu nè của chị Anh Thư Nguyễn. 30 của anh Thư Nguyễn. Rồi. 30 của chị Thu Liễu Lê Thị. Con này ở sau chị đừng có sợ chặt nè, tại ở sau nó là lưng thun. Ha mấy chị khỏi sợ chặt ha. Khỏi sợ chặt. Bán cho con áo ba lỗ 50.000 nè. Trời ơi áo này á chị đang thủy chị mê lắm. Chị nào dưới 80kg hút con áo ba lỗ này. Vải nó là thun giấy, cho nên con vải này khi cầm trên tay nó đã đời lắm mấy chị. 30.000 luôn. 30.000 luôn nha mấy chế nha. Này áo tơ mì 100kg 100.000. Áo tơ mì này mới 140.000 mấy chị, không phải 100. Qua giờ bị bán bị khùng rồi. Ha, qua giờ bán bị khùng. Áo 140 nè mấy chị. Áo 140, áo này không có sale nha. Áo này hàng hiếm lắm. Áo này mặc lên form là mê say. Áo này chế ra mà nhận cái áo này 140 về là mấy chế thích mặc lắm. Áo hoa nè, chú giùm em áo hoa kem. Áo hoa kem 140 dưới 85kg nha mấy chị. Áo hoa kem 140 dưới 85kg. Dưới 85kg mã này nha. Chị nào mới vô mà chưa coi bộ ngủ, muốn coi bộ ngủ thì comment lên giùm em bộ ngủ nha. Comment lên giùm em bộ ngủ ha. Áo này là 140 nha mấy chị. Và áo này là hàng hiếm á mấy chị à. Hàng hiếm thiệt nha, chứ không phải hàng hiếm giỡn nha mấy chị nha. Rồi à, bộ ngủ mấy chị ơi, bộ ngủ có tay. Bộ ngủ có tay. Chế nào chưa chốt bộ ngủ có tay thì chốt lên giúp giùm em bộ ngủ có tay nha. Đây, em lên cái màu này cho mấy chị nè. Bộ ngủ này xe cho mấy chị còn có 100.000 thôi. Cho nên chế nào chưa chốt bộ ngủ chốt. Bộ này là bộ hoa đen. Mấy chế ơi, bộ này là bộ hoa đen nè. Nè, cầm hai đây. Nè, quần này nè chị. Đừng có quăng, đáng quăng vào đây nè. Đúng đi nữa. Đây nè mấy chế. Quần này chị đẹp không? Quần chính tắc á mấy chị. Quần này là 220.000 nha. Mấy chị thấy cái vân nó chị đẹp không? Cái quần này nó có màu xanh đậm nữa. Có xanh đậm nữa Ti ơi. Quần này nó có xanh đậm nữa mấy chị. Quần chính tắc, quần này 220 nè. Lưng thun nè. Đẹp ha. Quần này đẹp quá trời quá đất luôn. Quần này là 220.000. Nó có size 32 đến 36 nha. Rồi em lên cho mấy chị mã đồ bộ đi. 160 xe 100 mấy chị. Nó có size tới 90kg ha. 160 xe 100. Chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp em mã này. Ờ nó xanh đậm, có một cái bao xanh đậm, chín tóc xanh đậm đó. Ôi được, có để chung bao. Một là mấy chị mặc như thế này cũng xinh. Hai là mấy chị mặc cổ hơi như thế này. Ba là mấy chị mặc bẹt vai, tùy mấy chị ha. Tùy mấy chị bộ nhà. Cho nên nhưng mà bộ này vải đẹp lắm. Thứ nhất vải đẹp, mà thứ hai đường may cũng đẹp. Mà 160 sale có 100. Kèm với lại quần đùi cho mấy chị nè. Bộ này vải đẹp lắm. Bộ này nó có 3-4 màu lận mấy chị. Ha. Chốt giùm em hoa đen. Hoa đen kèm số ký nha mấy chị nha. Hoa đen kèm số ký. Chị nào chốt hoa đen kèm số ký, chốt giùm em hoa đen kèm số ký ha. Bộ này 90kg nè. Bộ này 290kg nè. Hoa đen kèm số ký. Chị nào chốt hoa đen kèm số ký, chốt lên giúp giùm em hoa đen kèm số ký nha mấy chị. Hoa đen kèm số ký bộ này. Chế nào chốt bộ này, chốt lên giúp giùm em. Đúng rồi, đúng rồi. Để má ơi, lọt đâu con quần. Lọt đâu con quần mặc váy 60.000 nè mấy chị. Quần mặc váy 60.000. 60.000 con nha mấy chị. Chốt giùm em hai con trở lên nha. Quần này 60 đến 95 ký cũng vừa. Thay vì quần mặc váy yên bán 50.000 vải mỏng thì con này hàng Quảng Châu về dày hơn tí, thêm 10.000 mấy chị. Nhưng mà con này ở trên nó là gen nha. Nó là gen ha mấy chị ha. Quần chín tóc em mặc vừa không chị? Quần chín tóc này có size 32 đến 36 là tương đương là tương đương là 60 đến khoảng cỡ 85 ký rồi chị. Mà em thấy đó. Đây mấy chị ha. Cái này là xanh đậm nè. Đó chị Anh Thư Nguyễn có lấy thêm con này không? Con này đẹp quá trời nè chị Anh Thư. Con này đẹp quá trời, con này là xanh đậm nha chị Anh Thư ơi. Con này xanh đậm ha. Thì vô con này thì vô hai cái quần này. Hai quần. Đồ lễ. Vậy giờ đó công chuyện này đồ lễ được. Vô hai quần kìa. Tôi kêu vô hai quần vô lên cho mấy chị coi cái công chuyện gì vậy? Hai quần này nha mấy chị. Xanh đậm. Từ dưới 85kg. Đây xanh hai màu. Cái xanh hai màu là cái size từ 60 đến 100kg nha mấy chị. 60 đến 85kg. Nãy nó đúng rồi, 60 dưới nói chung là 60 đến 85kg nha mấy chị ơi. Hai quần này size từ 32 đến 36, 60 đến 85kg.
cái ngọc dưỡng như ký đây, dưỡng nó BX là chị ngọc dưỡng mà không có vừa chị ngọc dưỡng lựa thêm hàng Việt Nam xuất khẩu nha chị, do là mấy quần này chị không vừa đâu nha chị ơi. Mấy chị đợi yên một xíu này, hai màu này quá màu đẹp ghê không. Để coi thử còn mẻ gì biết ra nha. Mẻ này. Này có. Mẻ này. Mẻ này. Đi ra em đi kìa. Dành. Rồi em lên cho mấy chị bộ này nha mấy chị nha. Bộ này chân váy kèm với lại áo thun mấy chị. Bộ này chân váy kèm với áo thun. Ai biểu con liền chị cho anh Tì quýnh hoài chị. Bộ này nè mấy chị, bộ này là bộ caro đen ha, caro đen phối viền. Bộ này là chân váy quần nha mấy chị. Bộ này chân váy quần. Và bộ này yên có size từ 60 đến 100kg. Bộ này 240.000 mấy chị, 240.000. Bộ này ở túi nó có cái viền nè. Ở túi nó có cái viền nè mấy chị ha, 240.000. Chị nào chốt bộ này chốt giùm em. Nó quýnh hoài mà đu nó làm chi không biết nữa. Nó quýnh như con không đẻ vậy á. Rồi em lên tiếp cho mấy chị mã này mấy chị ơi. Em lên tiếp cho mấy chị mã này. Lên tiếp cho mấy chị mã này. Mã này thì 320 xe mấy chị, 280 nè. Cái này là cái con khót ghi lê ở ngoài cái áo sơ mi. Đây là cái con khót ghi lê ở ngoài áo sơ mi. Đây. Đây là cái áo này. Đây là cái nút này. Nè mấy chị coi form sơ mi nè. Bởi vì em nói con xưởng em nó may cái form sơ mi là mấy chị mê lắm. Bởi vì em nói con xưởng em nó cắt cái form sơ mi với cái rập sơ mi nó may ra là mê lắm. Nó may sơ mi cực đẹp nha mấy chị. Tại vì con này em đã rút cái áo sơ mi ra một bộ rồi. Rồi đây nè mấy chị. Đây là quần caro nè. Quần caro mà may bằng may ở trước có dây kéo. Mà quần caro này may bằng vải gì đây ta? Vải bố mấy chị ha. Vải bố chứ không phải vải caro bình thường. Cho nên cái bộ này nó đội lên giá hơi bị chát mấy chị. Đó, khi mấy chị mặc con áo sơ mi này nè, ở ngoài mấy chị khó cái con áo này vô, nó ra cái bộ đẹp lắm. Nó ra cái bộ của mẫu này đẹp lắm mấy chị. Nó ra cái bộ này hơi bị dễ thương và hơi bị hay ha, bộ này nè. Mà bộ này thì giá hơi bị chát, 320 sale 280 mấy chị ha. 320 sale 280 bộ này. Bộ này là bộ caro vải bố nha. Chị nào chốt caro vải bố chốt lên giúp giùm em caro vải bố. Em lên cho mấy chị một cái bộ cô gái. Trời ơi, thật sự là khi mà mình ra cái bộ này mình bán 200 ngàn mình thấy nó vừa rẻ vừa đẹp mà nó vừa hàng, nói chung hàng xịn xịn nữa mấy chị. Hàng bao xịn xịn luôn. Ha mấy chị ha, bộ này nè. Vải đẹp cực kỳ, bộ cô gái nè mấy chế mà có cái quần nè mấy chị, coi cái quần nè. Cái quần cầm vô một cái là vừa êm vừa sang vừa xịn vừa mịn luôn, chứ không phải như hàng xưởng nhà người ta đâu mấy chế. Cho nên bộ này mà mấy chế chốt về một cái nổi cái quần với cái áo mấy chị đụng vải vô không cũng đê mê nữa nha. Đụng vải vô không bộ này cũng mê nữa chứ đừng có nói chi nhiều. Ha. Rồi chị nào chốt bộ cô gái chốt lên giúp giùm em bộ cô gái nè. Còn mấy chị muốn em lên ring thì khoảng cỡ tắt like đi, khoảng cỡ nửa tiếng sau em lên ring cho mấy chị. Ha. Mấy chị muốn em lên gì mấy chị nói đi, em lên cho mấy chị. Mấy chị giờ muốn lên hàng gì mấy chị cứ nói đi. Em lên hàng cho mấy chị nha. Bộ gu xì này sale 100 ngàn, các chị nào chốt nữa không? Bộ gu xì em sale 100 ngàn, các mấy chị còn muốn chốt nữa không mấy chị? Bộ này là áo sơ mi kèm với quần ống rộng, ống suông á mấy chị. Nè bộ này 250 mà sale 100 ngàn. Nội con áo gu xì không? Bộ này em còn size L với 2. Bộ này em còn size L với 2. Anh Tư lên trển hả? Ngủ hả? Không. Ê, em like xong rồi.
Đây nè mấy chị ơi, Gucci. Gucci này là gà sale còn có 100.000 à, cho nên chế nào chưa chốt thì tranh thủ chốt ha. Chế nào chưa chốt mã này thì tranh thủ chốt giùm em. Gucci nha mấy chị nha. Gucci 100.000. Chị nào chốt Gucci 100.000 chốt lên giúp giùm em Gucci 100.000 ha. Còn chị nào muốn lên đầm thì nói em lên đầm cho mấy chị nha. Sale 100.000 em sẽ lắc cái cây livestream em lên nhà trên em. Em đổ mấy chục bao đầm ra. Gucci khoai tây em vừa không là nhiêu ký. Gucci 75kg, nó 75kg lấy size L cũng vừa nè. 75kg mà chị cao nhiêu? 75kg chị cao nhiêu? Đó, chủ yếu cái chiều cao ấy. Cao nhiêu? Còn mấy bộ 2X nè, 80-90kg, 82-90kg nè. Còn mấy bộ 2X nè. Đó, chị nào chốt mấy bộ này chốt lên giúp giùm em nha. Đó, chị nào chốt mã này thì chốt lên giùm em Gucci. Gucci. Còn chị khoai tây muốn lấy thì đưa lên cái chiều cao giúp em nha. Tại vì size L của chị hết rồi. Mét 52, 75kg không vừa, chị phải mặc XL mà XL em hết rồi. XL nếu có, cột bữa nay bỏ lên đó lại đi à. Nếu có thì đã bán nãy giờ rồi chứ ơi. Nhanh lên là đưa ba bộ kia lên phân nè, lên nhà trên lai đầm nè. Em có con áo công sở là dòng, con này bán sale mấy chị 70.000. Con này mấy chị nên chốt nè. Ai con này bán sale 80.000 đi mấy chị. 80.000, con này 140 bán sale 80.000. Còn đúng một con lai dông mà mấy chị nha. Còn đúng một con lai dông. Nãy chị khói tay không lấy cái con áo khoác nữa. Còn đúng một con lai dông size 80kg nè. Rồi xe cho mấy chị 80.000, con này xinh nha. Rồi con này phơm công sở đẹp quá trời. Con này phơm công sở đẹp quá trời, quá đất luôn mấy chị. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn ha. Áo xanh của chị Thanh Hương Nguyễn nè. Áo xanh của chị Thanh Hương Nguyễn nè. Chị Thanh Hương Nguyễn 80.000. Con này vải đẹp quá trời. Con này vải đẹp lắm luôn á. Em à, em có hai con quần rinh nè chị Thanh Hương, có muốn lấy thì bán đi nha. 80. Con này là 9 tấc nha. Mấy con này là mã 220.000, con nó xanh đậm. Giờ con này là xanh hai màu nè mấy chị. Con này xanh hai màu ha. Chị nào chốt mã nào thì chốt lên giúp giùm em 80.000. Con này là con áo hoa 140. Con này con áo hoa 140 mấy chị. 140 áo hoa. Chị nào chốt áo hoa chốt lên giúp giùm em áo hoa 140. Áo hoa 140 lai dông. Còn đây là quần mặc váy, nhưng mà quần mặc váy mấy bữa bán 50.000 thì nó không có dày và nó cái vân, cái gân nó đã bằng thằng này mấy chị, cái gân này nó đã lắm nè. Nó vừa là quần quần mặc váy mà vừa là quần quần nịt phía nay lại luôn á, tại vì nó có cái độ này nè mấy chị. 60.000 một quần nha. Hai quần 120 chốt giùm em hai quần với. Chốt giúp giùm em hai quần ha. Quần 9 tấc 70kg có size. Dạ riêng em có size từ 60 đến 85kg á chị Tu Hồ. Chị Tu Hồ là phải mặc size, chị Tu Hồ là mặc size size 36 á. Nhưng mà nó là lưng thun. Chị Trang Nhơn hai con đó lưng thun đẹp lắm. Hai con đó chị Trang Nhung là quần mặc váy của Phạm Thị Ngọc Giai 60.000 nè. Chị Trang Nhung cái con đó chị Trang Nhung mặc mặc size 33. Mặc size 33 là bao đẹp luôn á. À, size 33. Cái con này hôm qua khách chốt hai con mà giờ khách kêu có mẫu nào dúng đây mà đâu có dúng đâu, đâu có cái màu nào nữa đâu. Nó có xanh đen, con này size lớn nha. Con này chế nó mặc khoảng cỡ bắt đầu từ 75 80kg đến 95 100kg là hốt được con này. Con này bán cho mấy chị với giá 140 mấy chị. 140 áo xanh đen tay đá. 140 nha, xanh đen tay đá 140. Chị nào chốt 140 xanh đen tay đá 9 tấc xanh đen. Dạ ok chị. Chị lấy 9 tấc xanh đen size 33 đi. Size 33 cho chị Trang Nhơn 220 đi. Dạ con này 140 mấy chị. Xanh đen này 140. Áo này 60 đến 7 à. Em có con đầm sale cho mấy chị 40 30.000 cho mấy chị mặc ở nhà nè. 60 đến 70kg. Con này là form A nha mấy chị. Con này form A dễ mặc đồ lắm ha. Rất là dễ mặc đồ luôn. Em có một con áo sơ mi nè. Con này size dưới 83-84kg. Con này size dưới 83-84kg bán sale cho mấy chị 50.000. Cái con mà xanh hai màu của chị. Đây. Vải quần đẹp lắm chị Trang Nhơn. Lấy cái con hai màu cũng đẹp nè. Chị coi nó làm cái viền đẹp không? Chị coi nó làm cái viền chính tấc đẹp không? Ừ đúng rồi, size 33. Xuất sắc lắm chị Trang. Mà mấy chị coi lưng thun nè. Lưng thun hơi bị đẹp luôn nha. Lưng thun đẹp lắm chị. Lưng thun đẹp bà cố luôn. Ờ, đầm 30.000, đầm này vải đẹp lắm nha. Nó là 30.000 của Mỹ Duy Nguyễn nè.
Cái con này còn đẹp hơn nữa nè chế. Cái con này khi chế mặc đồ lên nó hay lắm. Nó hay ho lắm nè, hai màu nè. Cái con này ít khi nào gặp lắm mấy chị ha. Áo xanh 50 ngàn của chế Ngân Lê nè. Áo xanh 50 ngàn của chế Ngân Lê nè. Ngân Lê 50 ngàn. Cái áo này 60 ngàn nè. Áo này chị nào 60 đến 72 kg lấy nè. Áo này hồi bữa hàng chưa về thì quá trời người hỏi luôn. Là áo này nè mấy chế. À 60 ngàn. 60 ngàn áo rêu 60 đến 72 kg 60 ngàn. Chị nào chốt 60 ngàn chốt lên giúp giùm em 60 ngàn nha mấy chị. 60 ngàn áo rêu 60 đến 72, 73 kg. Quần rin có size 68 có chị Tươi Nguyễn. Bình thường chị mặc size 32 hay 33 chị báo em. Còn nếu mà 68 kg xanh đen vải gì? Xanh đen vải thun lay dông á chị, đã lắm. Rồi em lên cho mấy chị con áo này, hồi nãy em sale đầu like có 30 nè, không biết lúc đó chị Thanh Hương Nguyễn có ở đây không? Dưới 80 kg nha. Trời ơi vải đẹp mà em nói lên form đẹp lắm. Mà đi sale 30 ngàn nè. Có size 60 đến 85 kg chị Hạnh Dung Trần. Trời ơi, nghĩ sao áo vậy mà sale 30 ngàn nè quý vị, đẹp không? Xinh không? 30 ngàn. 140 mà sale 30 ngàn là mấy chị biết em muốn ra hết cái hàng này lặt vặt đây nha mấy chị nha. Nên chị nào chốt áo này thì chốt lên giúp giùm em ha. 30 ngàn áo thun. 30 ngàn áo thun nha mấy chị. 30 ngàn ha. Quần lưng thun đó chị Hạnh Dung Trần mặc size nha. Chị mặc size 35, 36 gì cũng được hết đó. Chị Tươi Nguyễn nhớ mua bill trên 100 ngàn em mới đi hàng được nha. Chị Tươi Nguyễn. Chị Tươi Nguyễn nhiêu ký? Chị Tươi Nguyễn 68 ký nốt chưa? Chứ lại cho em một cái size 33. Size 33 quần rin chị lấy màu đậm hay là màu lợp chị Tươi? Nó có nhiều mẫu lắm nha, nó có quần dài lưng cao nữa. Chị Tươi Nguyễn lấy màu xanh bạc hay là chị Tươi Nguyễn lấy màu xanh đậm áo 30 ngàn? Dạ chị đừng có cho số điện thoại trên like nha, để nhà em nhắn tin xin chị địa chỉ số điện thoại nha. Để nhà em nhắn tin xin chị địa chỉ số điện thoại ha. Lấy cho con đậm. Rồi Tươi đứng dậy lấy cho chị Tươi Nguyễn một con đậm 33 với lại lấy cho chị Hạnh Dung Trần một con xanh đậm 36. Con xanh đậm BB, con xanh đậm B6. Đúng rồi. Rồi em lên cho mấy chị một con màu xanh rêu nè. Em lên cho mấy chị một con màu xanh rêu, con này size lớn nha. Con này size phải, nói chung là con này size lớn á. Size phải 80 đến 100 kg. Con này nè. Em có quần dài nữa nè. Con này size phải từ 80 đến 100 kg con này. Chị nào chốt mã này chốt lên giúp giùm em nha. Chị nào chốt mã này chốt lên giúp giùm em mã. Đây 140 nè mấy chế. 140 nè. Chị Tươi Nguyễn sai nhiêu? Chị Tươi Nguyễn sai 33. 220 chị Tươi Nguyễn. Con nó đẹp lắm chị Tươi. Em có mẫu nữa, em có mẫu dài. Em có mẫu 7 tấc nữa mấy chế muốn coi báo em. Con này là chốt giùm em là mã này là mã mã cam mà xinh không? Trời ơi mã này để mặc quần rin đi chơi Tết nha. 140 nè mã cam là dưới 83-84kg. Dưới 83-84kg con này. Rồi mã cam này mấy chị mặc đi chơi Tết chơi lễ nha mấy chị, xinh không? Mà có ăn con à. Cam đất con này có một con này mấy chị không lấy là yên lấy nè. Con này mấy chị không lấy là yên lấy nha. Nói thiệt. Con này mấy chị không lấy là em lấy á. Rồi lên tiếp cho mấy chị con xanh đen. Lên tiếp cho mấy chị con xanh đen 140 nè. Vải đẹp lắm nha mấy chị. Xanh đen 140. Chị nào chốt xanh đen 140 chốt giùm em xanh đen 140. Cam của Gia Linh Ngô 140 nè. Đây mấy chị. Con này là xanh đen nè. Với Gia Linh Ngô lấy con này chưa? Xanh đen nè. Ồ xinh không? Nói chung là 65kg đến khoảng cỡ là 85kg là ok nha mấy chị, xinh ha. Mấy con này vừa xinh mà vừa gọn nữa nè. Cho bóp nét quả cam quá. Cho bóp nét là chích queo chích ngắt quá. Cam. Chị nào chốt cam chốt lên ở lòm. Chị nào chốt xanh đen chốt em xanh đen. Rồi xanh đen của chị Thanh Hương Nguyễn nè. Xanh đen 140 của chị Thanh Hương Nguyễn nè. Rồi em lên cho mấy chị tiếp một cái con mã màu xanh két nha. Mã này size bé. Xanh két size bé mấy chị. Xanh két size bé. Size bé xanh két nha mấy chị nha. Đây mấy chị.
xanh két size bé. Con xanh két này là hàng công sở nha mấy chị. Con xanh két này là công sở. Thứ nhất là nó là tay vôn, thứ hai nó là cổ tim nè. Mấy chị thấy mặt lên cái vôn mới đã không? Rồi chốt giùm em xanh két kèm số ký nha mấy chị. Ở lột xanh két 65kg đến 85kg xanh két. Chế nào chốt xanh két cổ tim, chốt giùm em xanh két cổ tim. 140.000 xanh két cổ tim. Cho nên chị nào chốt xanh két cổ tim chốt lên giúp giùm cho em. Em có một con áo dây 60.000 nè, size này là size của chị Ngọc Dưỡng nè. Size này là của những chị và từ 80 đến 100kg. Size này nè. Em mặc con này đẹp lắm. Chị Tươi Nguyễn ơi, em có treo về trong tin nhắn cho em, chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Chị Tươi ơi, vào cho em xin địa. Con này là size khoảng cỡ từ 80 nè. Đơn của chị chốt hôm nay qua lễ em đi hàng nha, vì chị đưa vô rồi. Bữa nay ngày mấy? Sao mà để lâu vậy mấy chị? Hàng tốt mà mấy chị để kiểu này em thua. Em nói thiệt luôn. Hàng kiểu này là một là mấy chị chuyển khoản ra sao, chứ hàng tốt mà mấy chị để kiểu này nhà em dùng bill không xuể luôn á. Chết cha. Xanh két của chị Tu Hô nè. Xanh két của chị Tu Hô nè. 140. Em có một con đen nó rớt vài hộp. Em có một con sao, còn một con đỏ nó rớt vài hộp mấy chị. Nè chị Hương chốt con này xinh lắm mà bỏ tội. Nó bị sao biết không? Nó bị ủi xéo mấy hộp nè chị. Con này sale 100. Nhưng mà con này phơm đẹp lắm nha. Đắp cha. Lý nữa chứ còn lý nữa đó không? Cũng mày. Mày điên của mày Tết Dương Lịch. Quần jean quần jean giá 220. Sao thứ 6 em giao kịp không, vì chiều thứ 6 chị đi. Bill của chị Như Trương là ở đâu vậy? Hồ Chí Minh là bữa nay thứ mấy? Bữa nay thứ 4. À. Bữa nay thứ 4 mai em giao trong ngày có, nốt bill chị Như Trương đi. Mai em giao trong ngày luôn nha chị. Dạ. Đây áo đỏ 100.000 của chị Thanh Hương nè. Dạ không, chị chốt sau nè chị, để em đưa lên cho chị coi nè. Nè chị Tu Hồ ở dưới cùng nè, tới chị Thanh Hương nè. À. Cái đây của ai? À, cái đây. Thanh Hương, xanh gì quên rồi, 100.000 của chị Thanh Hương. Xanh đen em vẫn còn nghe, xanh đen. Xanh đen này mã khác chị ơi. Xanh đen này mã khác nha mấy chị. Xanh đen này mấy chị coi mã khác. Cái mã này còn đẹp hơn con xanh đen hồi nãy nữa. Xanh đen này 140, mấy áo này chị Tu Hồ lấy không tiếc đâu. Hai quần rinh là 220 nha chị. Quần rinh 220. Đây mấy chị ơi, tối nay chị chút nữa chị vô online, tối nay vô online nữa. Sáng mai em đi trong ngày nè mấy chị coi giùm em nha. Xanh đen nè mấy chị. Đẹp ha. Nó làm đẹp hơn rồi, 140 xanh đen. Chị nào chốt xanh cho 140 xanh đen, chốt giùm em 140 xanh đen. 140 xanh đen nha mấy chị nha. Xanh đen 140. Xanh đen này có một con xanh đen ren tay ha. Chị nào chốt còn chân váy không chị? Chân váy loại nào chị Nam Lý ơi? Chân váy rin hay chân váy gì? Chân em có loại chân váy quần 100.000. Chị lấy chân váy gì? Thì cái bao chân váy quần mà áo sơ mi nè, rút con L ra sale 100.000 cho mấy chị. Em lên cho mấy chị áo 3 nút. Mấy nút ta? Chốt giùm em xanh đen 4 nút nè chị Hương, chị Tu Hồ. Nè xanh đen 4 nút nè mấy chị. Xanh đen 4 nút, chị nào chốt xanh đen 4 nút tay vôn nha. Tay vôn xanh đen 4 nút chốt lên giùm em xanh đen 4 nút nha. Chị nào chốt xanh đen 4 nút chốt lên giúp giùm em xanh đen 4 nút ha. Chốt nhanh nha mấy chế nha, chốt nhanh. Xanh đen 4 nút. Mày gọi cho anh Phước dậy chở tao đi ấy hàng cái kìa. Chị nào chốt xanh đen 4 nút chốt lên giúp giùm em xanh đen 4 nút kèm số ký nha mấy chị. Xanh đen 4 nút kèm số ký. Chế nào chốt xanh đen 4 nút chốt đi ha. Con áo hoa này chị Tu Hô có muốn lấy không? Trời ơi vải đẹp đỉnh lắm. Màu đen này nó đang lấy nè chị. Xanh lờ. Chân váy quần. Con này thay vì 160 em xem mấy chị 100.000 rồi vải co rẻ nha. Con này là chân váy quần nè mấy chị nha. Chân váy quần. Chị nào chốt chân váy quần màu đen này 100.000 chốt lên giúp giùm em. Chân váy quần 100.000 nha. Nó có đủ size luôn. Đủ size nha mấy chị nha. Đây của ai? Đủ size chưa? Mày ẩm với mày cục mày ra tao tao mỏi chân quá. Nó ngủ cùng những đồ lê vậy á. Ẩm da. Dậy, dậy. Đậu êm tay. Thằng này nó dư lúc nào nó cũng ghẹo êm hết trơn trời. Quê cùng tay ấm nét của anh này. Tay ấm luôn cả. Quýnh hoài ấm ấm. Có hồi đó mày thấy tao. Có hồi đó có quần rinh dài không chị, sẵn chốt dùng đơn
dồn đơn phương luôn chị, dồn đơn phương luôn chị, là dồn đơn nè chị Đinh Nghi. Có quần rin dài không chốt? Quần rin dài chị Đinh Nghi này nhiêu ký? Có quần rin dài, tuy là có cái bao quần rin dài lưng cao á, lấy cái bao đó đi, có quần rin dài lưng cao, lấy con đã xài đi, con 270 á. Đưa hai con kia em không luôn. Quần này là quần chính đó, là đưa con quần rin dài đó đi. Ở đó còn mã nào nữa, mã 7 tấc rút dây à? Dạ chị Tu Hồ có lấy mã này thì lấy nè. Mã này là Tây Vôn nha, áo hoa, áo hoa kem nha chị nha. Đó, chế nào chốt thì chốt. Em lên cho mấy chị một con xanh teo con này cho mấy chị, eo 95 là eo chị bằng em á. Em lên cho mấy chị sale cho mấy chị con này nè, sale cho 100 ngàn. Nhưng mà con này công sở đẹp lắm nha, sale 100 ngàn. Áo xanh Coban, xanh Coban sale mấy chị 100 ngàn nè. Còn con cuối cùng nè mấy chị, xanh Coban còn một con cuối cùng mà xinh lắm nha, vải đẹp mà xinh lắm ha. Vải rất là đẹp và xinh mấy chị, vải đẹp và xinh ha. Rồi chị nào chốt xanh Coban chốt giùm em nha, cũng vậy 65 đến 85 ký xanh Coban sale cho 100 ngàn. Thì con này thì thôi khỏi chê rồi, con này thì khỏi chê rồi, con này 140. À đây đơn chị Đinh Nghi mới nhắn rồi, giờ để em nhắn tin qua. Đơn của chị là, à chị ơi, cái đơn này nè, cái áo Levi's này em không có còn màu xanh, em lấy cho chị màu cà phê sữa được không? Áo Levi's lấy cho chị màu cà phê sữa một con chị Đinh Nghi. Levi's con xanh đẹp. Không, lấy cà phê sữa. Levi's lấy một cái cà phê sữa cho chị Đinh Nghi, với lại cái này nè, với lại cái áo Paris này lấy một con trắng. Rồi hai con, ừ. Với lấy một cái quần, lấy một cái quần mà xanh bạc đúng không chị? Một cái quần màu be xanh bạc hai màu phải không? Nó còn một, nè cà phê sữa bên này nè thằng điên. Đó, đó là màu xanh gì đó, màu đen với màu xanh gì thằng khùng. Kia xanh của Ban mà, với lại lấy con quần chín tấc xanh bạc hồi nãy á, size 30 36 cho chị Đinh Nghi luôn. Dạ em chụp màn hình nó rồi. Dạ em lấy con cà phê đó cho chị nha. Nè em có con này nè mấy chị, 140 nè. Chị Đinh Nghi đợi chút em lên áo cho chị lựa thêm. Đợi em chút xíu. Áo ở ngoài đẹp lắm chị. Trùng áo coi 120 không sợ chật mông. Trùng áo bạn coi a 120 không. Áo sợ chật mông chị, áo thoải mái đi, áo 130 cũng vừa nữa. Nè con này size 90 kg nè. Con này 140. 36 của chị Đinh Nghi. Áo Paris trắng có chưa? Áo chị đừng có sợ chật mông nha. Áo này không sợ chật mông đâu chị. Chúng nó chỗ một tùy thì không vô đâu quốc á. Chỗ mới sao. Lên thêm quần, ờ dạ để em lên thêm quần cho chị nè. Ủa Ti ơi, lấy quần rinh dài chưa? Đó. Rồi quần đó quần gì? Xanh bạc B6. Rồi mở qua, xanh mở hai màu hả? Xanh hai màu của chị mở ra mở. Rồi 36 không rồi, của Đinh Nghi đi. Rồi hai áo của chị Đinh Nghi đâu? Yeah. 220 rồi em lên cho mấy chị mã quần dài nè. Chế nào hồi nãy giờ hỏi em mã quần dài thì đây, đẹp không mấy chế? 270 ngàn mã quần dài vải co giãn nha. 270 ngàn mấy chị ơi. 270 ngàn quần dài vải co giãn ha. Con này chị nào chốt thì tranh thủ chốt lên giùm em nè. Ha. Xanh đăng mặt của chị Phương Đô. Hai áo 200. Hai áo 200 của chị Đinh Nghi. Rồi áo này 140 của chị Phương Đô nè. Trời ơi quần này đẹp lắm nha mấy chế. Quần này đẹp dữ dàng lắm. Quần này lấy size 36 cho chị Tu Hô nè. Trời ơi quần này đẹp quá trời. Ở đó nó có 3 mẫu quần rồi, có quần 7 tấc nữa. Quần 7 tấc rồi quần 9 tấc túi xéo nữa. Ờ lấy 9 tấc túi xéo đi. Rồi chị Phương Đô 066. Rồi 140 nè. Rồi ngưng cái đó chúng mình lại lấy cái quần này size 36 cho chị Tu Hô. Quần dài ống suông eo 95 của chị Nguyễn Yến. Dạ ok chị Nguyễn Yến. Chị Nguyễn Yến chắc không cỡ 80 kg hay 70 mấy ký hả chị Yến? Dạ rin dài 36 của chị Tu Hô nè. Coi thử rin dài còn đủ hai con 36 không? Với lại đưa cái hai cái mẫu quần kia lại luôn nha Ti. Đưa hai mẫu quần kia lại luôn ha. Đây của chị Đinh Nghi nè. Hai mẫu B6 nè.
hai mẫu dài đó không? Rồi hai mẫu dài 36 của chị Tu Hô nè. Tu Hô 207 nè. Rin có giãn dữ lắm chị. Rin mà không có giãn là em la làng la sớm lên liền luôn á. Em nói chị nghe, Rin mà không có giãn là em la làng la sớm la bớ người ta luôn á. Cho nên chị yên tâm nha. Rin mà không có giãn mà khi mua là em không thể nào không nói. Em phải nói cho mấy chị biết ha. Chứ không thể nào không nói rồi về dưới mấy chị giận mấy chị hờn rồi. Cái kiểu mấy chị nói em buồn, ví dụ như mấy chị đổi em không cho đổi á, mấy chị buồn rồi mất công, mất khách em chứ không gì hết trơn á mấy chị. Nhưng mà quần này đẹp lắm. Từ hồi bữa giờ em mới thấy cái con quần này về đẹp nè. 270 ngàn mấy chị. 270 ngàn quần dài này ha. Chị nào chốt quần dài này chốt giùm em. Ai chốt quần dài chốt dài nha. Rồi hai cái áo của Đinh Huy bỏ vô đi. Đinh Huy thích mới à. Chị Đinh Huy coi trong tin nhắn thì thích mới hay thích cũ. Tì ơi tao đủ mát tao sợ mày cái đá nhấp trong tay. Mày đi lên làm với tao. Đủ mẹ à. Mày liệu hồn á. Chị này là ở Sóc Trăng nè, 904. Đồ quỷ à. Sóc Trăng 904. Mày đi nha. Mimi quần 3 nút đó eo 96 size nào chị? À, 95 hoặc 96 á, là eo 95, 96 là thực sự 35 là đẹp, vừa đẹp rồi. Mà có nhiều chị này nó thoải mái thì lấy 36 cái gì á, nhưng mà 35 là đã vừa rồi, 35 là ý yên cũng vừa nè. Nhưng mà quần 3 nút đó tính ra đẹp á Mi. Đẹp quá trời luôn. Đẹp tuyệt vời luôn á. À. Đẹp cực kỳ nha mấy chị, quần 3 nút. Để em lên tiếp cho mấy chị nè. Quần 3 nút yêu. Chuyện đâu không? Nha. Rồi chị nào chốt mã quần rồi em lên tiếp quần chính tắc. Hồi bữa giờ mấy chị chưa thấy quần chính tắc này nè. Trời ơi xinh không. Quần chính tắc này chị Đinh Nghi ơi. Ôi đẹp không. Chính tắc nè. Túi cũng đẹp mà form cũng đẹp mà vải cũng đẹp nha. Quần này 220 chính tắc nè. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nữa nè. Lấy Mimi một cái size 35 quần quần dài. Lấy Mimi một cái size 35 quần dài. Mimi Củ Chi á. Có đen không hả chị? Có đen. Bây giờ cái ba quần đen ISL nó nằm trên cầu thang coi thử còn đó không Vy. Nó đen chị. Rồi em lên cho mấy chị quần này 220 nè. Quần này là quần 7 tấc rút dây. Đẹp ha. Quần này quần 7 tấc rút dây là mấy chị coi vải coi giãn nè. 7 tấc rút dây. Quần này 220. Chị nào chốt 7 tấc rút dây chốt giùm em. Quần dài size 35 của Mimi 270. 7 tấc rút dây. Mấy chị chốt 7 tấc rút dây chốt giùm em 7 tấc rút dây nha. 7 tấc rút dây mấy chị. Chị nào chốt 7 tấc rút dây chốt lên giúp giùm em 7 tấc rút dây ha. Mimi 270 ngàn nè. Mimi 270 ngàn. 665. Ok Mimi nè. Coi thử con quần đen. Chị lấy cho em cái ring dài của Gia Linh Ngô phải không? Ring dài của Gia Linh Ngô lên chiều cao cân nặng hay Gia Linh Ngô ơi, lấy cho chính xác size nha Gia Linh Ngô. 35 chật không chị? 35 không chật vừa sức, tại vì khi mà em mặc quần quá rộng ấy là khi mà em đi á là nó sẽ bị kiểu như em mặc vô bắt đầu là mấy chục phút sau là nó sẽ giãn, em hiểu không? Độ co giãn nó sẽ giãn và nó sẽ đi rất tuột. Em mặc 35 bằng chị yên thôi. Nhột mà lan liếm cái gì ngay đùi á. Nè em có quần đen nè chị, em có quần đen nè chứ ơi. Quần đen này 207 nè. Đen đấy. Tao tán một cái chết mẹ mày nha. Tao nói mày nghe không? Mày liếm một cái rồi tao tán một cái là xíu án liền. Quỷ à. Đây nè mấy chị. Đây ha. Rồi chị nào chốt ISL này chốt giùm em ISL. ISL này chốt kèm số ký cho em. Em lấy 35 chật. Không hay chị 36 đi. Chật rộng chị yên đổi size cho mày. Ok chưa? Chật rộng đổi size cho mày. Chứ mặc hồi cái độ mẹ tay cẩm quần tay cẩm tô thấy mẹ luôn. À, Gia Linh Ngô ơi, lấy quần rin dài lên chiều cao cân nặng cho em. Gia Linh Ngô hình như 7 mấy ký. Gia Linh Ngô hình như 7 mấy ký phải không? 71 mét 58 nốt. Lấy size 33 nha. À, cho mình rin đen.
Cái này là để em lấy size 35, 65, 85kg cho chị. Với con này cái size nó bị vượt. Có nghĩa là thay vì 32 thì nó thành 34 nha. Con này nè, để con Ti nó lấy xuống cho. Rồi lấy con này size nhiều. Lấy con này, đưa cái ba quần này xuống đây cho chị đo cho chị. Rồi, lấy dây lên ngô con quần dài 270 size 33 ha. Dạ đen dài eo 86 của chị Nguyễn Thị Tuyết Minh. Chị Minh mà eo 86 còn cỡ size bé nhất quả đất luôn á. Eo 86 là chị size bé nhất quả đất luôn á. Chị lấy size 33 để em đo quần đen nha. 33 thì chị mặc thành con này 35 á. Tại vì con này size bắt đầu của nó là size 34 á chị. Ờ, có những lô quần nó làm vậy á, cho nên là phải nói chứ không về mấy chị bắt bẻ là em chết ông chết cha em luôn á. Dài là size BB này. Rồi con này nè. Quần dài size 33 này là của chị Gia Linh Ngô nè, 207. Gia Linh Ngô 207. Nguyễn Thị Tuyết Minh nè, Nguyễn Thị Tuyết Minh. Trời con quần này đẹp lắm nha chị Minh. Con quần này đẹp dữ dàng lắm. Quần này size size của Nguyễn Thị Tuyết Minh nè, 207 Nguyễn Thị Tuyết Minh nè. À, 37 à, size 234. 334 35 36 37 38. 33 34 35 36 38 nữa nè. Dạ 85kg là chị là bằng em á. Chị tu hồ với em là một size á. Chị tu hồ với em là một size nha. Trời ơi quần này đã lắm nha mấy chị. Quần này quá trời đã luôn. Quần này eo 100 đã luôn á. Dạ. Thì nãy em đưa quần lên thì chị đòi màu đen. Thì em đưa đen lên. Giờ chị hỏi màu khác. Đợi em chút coi chị. Màu khác thì cái hàng Việt Nam xuất khẩu bên kia tí hôm qua em like vậy mấy chị. Con này là của chị Tu Hô nè. Con này của chị Tu Hô nè, 207 nè. Với cái áo đỏ chữ hôm trước nữa. Hình như còn bill ở trước. Rồi bây giờ em lấy cho chị Nguyên Phạm nè, 30. Chị Nguyên Phạm là 34, 35. 35, 36. Đây chị Nguyên Phạm nè. Chị Tu Hô. Đây chị Nguyên Phạm bụng mà. Mẹ nói một cái nữa mày đập chết mẹ mày luôn đó. Mẹ nói là đừng có liếm nữa mẹ nhột biết không. Mẹ nhột. Trời ơi đụng vô nó cái nó giữa chim nè. Mẹ nhột nha. Cái này là của chị Nguyên Phạm quận 12 nè. Mẫu khác nữa không chị. Ở trên đó còn gì nữa. Đợi em. Đợi em nha. Mấy chế ơi. Nói cho cái quần này chính tắc đẹp quá mà mấy chị. Cái quần này chính tắc đẹp quá trời quá đất mà mấy chị. Quần này không lấy nữa lấy gì giờ ha. Quần này không lấy nữa lấy đây cái quần dài mình còn con này 36 không? Còn. Còn 36 vậy lấy đổi cho chị gì luôn đi. Cho mẹ chị chứ không xuống dưới cái bà sợ chật sợ rộng nữa. À, lấy cho đổi cho con bé Mimi đi. Quần nhỏ. Quần nhỏ em 10 cái nữa nha chị. Quần nhỏ là quần gì chị Minh ơi? Quần nhỏ là quần lót nhỏ hả? Để em coi thử cái bao nào còn em lấy em xem cho. Đúng không phải quần lót chị không? Quần lót chị size 65kg phải không? 62kg phải không? Dài nhiều lúc đúng không? Đổi cho chị Mimi. Đổi chị Mimi. Rồi xong rồi Ti đứng dậy Ti lấy mấy cái bao áo vú quần lót xuống. Dạ. À, đợi em chút chị. Mấy chị mà mua áo khoác thì em còn đúng 2 con nha. Free size 70 đến 100kg mà áo khoác đẹp lắm. Có quần lót hả Ti? Có rồi. Mấy bao kia là gì vậy? Quần vú nè. Có cái bao áo cặp nữa, quần lót hết rồi nè. Còn mấy con màu này à? Thôi em bán rẻ cho chị 4 con 100 ngàn nè. Còn 4 con màu này em bán rẻ cho chế 100 ngàn nè. Đó 4 con bán rẻ cho chế cho 4 con này là 4 con này phải ít nhất á, ít nhất là phải 150. Đó. Còn quần nhỏ kia thì hết nè. Quần này em còn à, quần này em còn 5 cái. Cái quần này từ từ nha. Con này chị mặc hơi rộng. Hết rồi mấy chị. À, có gì áo bờ ra hay gì đó. Có bờ ra. Còn có 4 con à. Coi thử còn bao áo quần lót nào Ti. Bờ ra áo lót bao quần lót gì đó. Không, lót là hết á. Chứ cái này là cái gì vậy? Cái gì thấy trên ghế nhiều vậy? Ghế này một xô, một ren. Ờ. Với chấm cuộc. Ừ. Rồi 4 con này của chị Minh nè. 4 con xe nhỏ của chị Minh nè. Tính là chị Minh 100 ngàn đi. Áp rồi không? Chị Minh này nè, Nguyễn Thị Tuyết Minh nè, ông nội.
ở đâu mà ông cho bà phóng lên tới Hà Nội. Em còn ba quần đục lỗ, có nghĩa là quần khoen á mấy chị, quần khoen lỗ á, quần này mát lắm. Thì bây giờ á, cái quần này là 300, cái quần này thì 10 con 300 mấy chị. 10 con 300 chị nào lấy hết cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 con 300 em tính cho mấy chị 10 con 220. Con này size khoảng cỡ, con này nè mấy chị, con này size khoảng cỡ là 68 kg, 67-68 kg đến khoảng cỡ 90 kg nha mấy chị. À, khoảng cỡ 90 kg, 300.000 sale cho 220 bịch quần lót này hết luôn. Hết luôn dịp bịch này nha. Không biết là ngày mai hay ngày mốt hàng về kịp không. Là em dịp bịch này nha mấy chị nha. Dịp luôn bịch này. Chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp giùm em mã này nha mấy chị nha. Mã lót. Chị nào chốt mã lót chốt lên giúp giùm em mã lót kèm số ký. Mã lót kèm số ký mấy chị ơi. Em 100 bình thường có quần nhỏ nam không? Em không có bán quần nhỏ nam. 10 con này mà mấy chế mua là mấy chế bị trúng một khúc nè. Mấy chị lời 80.000 luôn á mấy chị. Ha. Mấy chị lời 80.000 luôn chứ không phải lời ít. Không phải lời ít nha mấy chị nha. Rồi em lên tiếp mã cho mấy chị, mã đen, mã đen hả tiên. Mã đen cắt lên nè. Đó chị nào chốt mã này rồi, mã nha. Chị nào chốt mã quần lót thì chốt lên cho em nha. Đưa mã quần lót không? Chân váy nè. Dạ chân váy này còn con size size L nè. 60-62 đến 72 kg chân váy quần là sale mấy chị 100.000 chân váy này. Chị nào chốt chân váy này chốt lên giúp giùm em chân váy nha. Bỏ áo này vô bỏ lên trên kia luôn. Rồi, rồi mấy chị muốn em lên cái gì à? Nè quần này đi phân luôn kìa. Này đi phân đói quá. Nó khó chịu quá. Phân nhiều xách xe chở đi. Chưa em thuốc chở đi lấy đồ. Dậy chưa vậy? Ở biết. Ở đâu kia mày kêu ổng dậy mày kêu chưa? Hỏi em rồi nè ha, nè ha, chưa ngủ dậy nè ha. Em lên cho mấy chị áo bờ ra 150 nha. Anh dậy chưa anh? Dậy chở anh đi lấy hàng rồi. Ổng sợ la thấy nói chuyện ngọt. Chi em, dậy chi em. Dậy chi em. Em á tối ổng ngủ em trước 8 nước á. Em hỏi chụp hình đăng bài tới 3-4 giờ, sáng 7 giờ, 7 rưỡi em lết dậy từng chút. Giờ bữa la ổng like tới 1 giờ dậy chưa thấy dậy em la quá trời. Đó giờ dậy chi em. Mắc mệt. Áo bra này có size nhỏ nữa nha mấy chị. Áo bra này có size nhỏ nha mấy chị, có size 100 kg nè. Áo này là áo tập á, áo tập gym á mấy chị. Áo này có size tới 100 kg nè, em còn con quần nè 150.000 nè mấy chế đẹp không? Trời ơi quần này mà mấy chị đi tập gym là mấy chị bị mê nha. Quần này mấy chế đi tập gym là mấy chế mê lắm. Mà quần này á mấy chế, quần này nè một bên có chữ BB và một bên không nè. Quần này 150, quần này từ 65 kg đến khoảng cỡ 80 kg quần này nè. Quần này đã có nhiều lắm, chị nào ưng thì em lấy ra cho ha. Quần đó em có nhiều lắm. Chị nào ưng thì em lấy quần tập ra cho mấy chị. Dạ lót á chị lấy giùm em nguyên bịch đi chị. Lấy em con rin chín tắc hồi nãy luôn Ti. Con rin và cả hai cái túi này nè. Ờ lấy size 36 chị Đinh Nghi. Chế ơi lấy giúp giùm em đi chế. Chế sale cỡ đó mà chế kêu lấy mà chọn màu nữa em không có bán được nha. Không bán được thiệt. Không bán được, thông cảm đi chị. Nè mấy chị coi nè. Chị nào mà khoảng cỡ 70 kg, 60 đến 70 kg hút con này nè. Mấy chị coi con này sâu đẹp lắm. 150 nè. Đẹp không? Con này chị Gia Linh Ngô hay là chị... Mà con này đẹp lắm nha. Con này rất là đẹp luôn. Con này đẹp cực kỳ. Chị Đinh Nghi muốn lấy quần nữa. Tí em gửi ra một mớ mẫu nhưng mà quần mắc 270. 270, 280 á chị. Đó chị muốn thì chị nhắn tin nói Yên ơi gửi mẫu đi. 220. Chị nói Yên ơi gửi mẫu đi em gửi cho chị nha. Chị nhắn tin vô ai á. Đây nè mấy chế. Chốt giùm em chị có muốn mua áo thun không? Em lên áo thun cho chị Đinh Nghi coi mua thêm. Con này là chị nào 60 đến 70 kg mặc được nè. Con bờ ra này đẹp lắm mấy chứ ơi. Bờ ra này đẹp quá trời luôn. 60 đến 70 kg. Chị nào chốt con bờ ra này chốt lên giúp giùm em bờ ra. Còn những con áo này đều có size lớn nha mấy chị. Những con áo này đều có size lớn ha. Size này 2X. Size này 2X là size cỡ em là 8 mấy kg nè mấy chị. Là size con cỡ 8 mấy kg. Nói chung là size cỡ em á. Con 2X đó đó. Size cỡ em.
Rồi mấy con này mấy chị mặc thích lắm, mấy chị đi kiếm khó ra những cái mẻ này lắm. Đó, uống thuốc vô chứ không mấy ngày nay mà bệnh nữa là chết ngắt chết ngư luôn. Đẹp ghê. Lấy em bờ ra 100 kg. Trời ơi, bờ ra 100 kg này khó kiếm lắm nha chị Nhung. Chị Nhung em đang may lại cái đầm kia, chị Nhung đợi em nha. Thôi em, bờ ra 100 kg nè, của chị Nhung Lê nè, một con nè. Em kiếm thêm một con nữa. Nhiều chưa? Mấy con này khó kiếm lắm chị Nhung. Nè, 2 con 300 của chị Nhung nè. 2 con 300. Khó kiếm lắm. Mình mai mốt có đi tập hay là sáng đi bộ hay là muốn tập ở nhà cũng khó kiếm mấy con này. Em đi kiếm hàng còn khó mà. Em đi kiếm hàng còn khó kiếm mấy con này mà mấy chị. Ờ, khó kiếm thiệt nha. Khó kiếm thiệt sự ha. Đó là khó kiếm. Trời mà chuông mấy cái con này quá chuông y. Trời ơi là trời. Chị Nhung Lê lấy con. Trời, nói nghe nè. Nói cho bộ. Cái bộ này ý yên còn đúng một bộ. Mà mấy chế biết không, cái bộ này em mặc lên sang và đẹp lắm. Bộ này size 75-77kg đến 90kg. Vải đẹp lắm. Nội mà em sale 200 ngàn là mới đủ con áo khoác à. Cho nên mấy chế chốt bộ này đi, mặc mà không đẹp, vải không sang mà mẫu không sang thì đi kiếm em. Kiếm em làm gì thì từ từ tính sau nha. Mà cứ kiếm em trước đi. Rồi, chốt giùm em bộ này 77kg đến 90kg, bộ nhung đỏ. Còn không có thì xếp lại nè. Rồi, còn 2 con mấy chị ơi. Em còn 2 con. Em còn 2 con áo khoác. Giờ mấy chị lấy 1 con để yên mặc 1 con để đi lấy hàng cũng được nha. Mấy chị lấy 1 con đi, em mặc 1 con đi lấy hàng. Con này free size nha, 75 đến 100kg free size. 75 đi mấy chị, 75 ha. Con này xinh lắm. Con này xinh cực kỳ mấy chị, mà cái vải nó đã lắm nha mấy chị. Vải này mặc lên mấy chị chỉ có mê thôi. Vải này mấy chị mặc lên là em nói mấy chị là bao mê luôn. Mê ơi là mê ha. Mê dữ dằn lắm. Cho nên chị nào chốt, chốt lên giúp giùm em nha. Chị nào chốt, chốt lên giúp giùm em mã này. Chị nào chốt mã này, này chốt lên giúp giùm em nha. Mã này nè. Mã này size cho bộ nhung đỏ của chị Tu Hô. Bộ nhung đỏ về chị Tu Hô mặc không bao giờ thất vọng. Em nói thiệt, em có mấy cái bộ đùi 300 cũng đẹp lắm chị Tu Hô, muốn coi thì báo em. 200 ngàn sale. Bộ nhung đỏ này chị Tu Hô về mặt không hối hận luôn. Em nói thiệt. Quần bộ bì quần lót hồi nãy đâu rồi? Ơi. Thôi đưa đây soạn cho chị Tu Hô luôn. 200 Tu Hô. Bộ đỏ đó mặt không có hối hận luôn. 101. Năm cái 101. Cái con này nè, mấy chị biết tại sao không? Tại vì cái vải nó đã lắm. Mà khi mấy chị mặc cái tay á là nó sẽ ra tới đây. Cho nên mấy chị không có bị nắng. Còn một con, em một con, mấy chị một con. Ok không? Mấy chị hốt giùm em luôn đi. Ra khỏi mất công để cô đơn lạc lõng giữa dòng đời lạc lõi. Ha. À, chị Tu Hô có muốn lấy quần legging này không? Sale 70 ngàn nè. Trời ơi, vải đẹp lắm chị ơi, vải đẹp kinh lắm nè. Xe còn có 70, quần này tới đầu gối nè. Trời. Nhưng mà nó có size 60 đến 85kg thôi. Ờ, chị Gia Linh Ngô lấy con này nữa đi. Mặt đã lắm chị ơi, mặt đã đời lắm, thiệt luôn. Cái này nhiều. Mấy chị biết rồi, tới giờ em không sale mà 170, 250 sale 170. Tới bây giờ em không sale là mấy chị biết rồi ha. Nói chung là vải đẹp lắm. Rồi, chút nữa bé kia nó sẽ like đầm và xếp hàng xưởng, nó sẽ thử cho mấy chị ha. Nên mấy chị đợi, ôi lột mẹ. Mấy chị đợi em nha. Đợi em ha, em chạy đi lấy cái hàng hàng này một cái. Em chị đi để em chạy đi lấy cái hàng lung tung một cái. Hai đứa đây vậy đi về nè hai đứa ơi. Rồi đi tia. Dẹp sơ chỗ này để chút like nữa. Dẹp sơ. Nè đếm đây lên cho. Đây. Xuống đây. Ủa mấy anh này biết phi thân leo núi rồi hả? Còn phải đợi la.